lược phần thực hành. Hành giả ngồi thật ngay thẳng trên một vật cách đất, mặt hướng về phương Tây, chắp tay cúi đầu xá ba xá, răng kề răng co lưỡi đụng đất vọng, kế hàm răng trên, đôi mắt khép lại, gom thần trụ ý tại đỉnh đầu và bắt đầu sám hối với lời nguyện như ở phần trước. Lời nguyện cầu được gửi đi bằng tư tưởng, thẳng vào quái vô vi, không nên có một lời nguyện nào thành tiếng ra bên ngoài trong lúc hành giả công phu luyện đạo. Sám hối xong, xá ba xá, rồi vẫn trong tư thế kề răng co lưỡi, gom thần trụ ý tại trung tâm đỉnh đầu và mật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hành giả bắt đầu quên hết mọi vật chung quanh và quên ngay cả sự có mặt của hành giả, sự hiện hữu của thân xác này, để chỉ còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật tại đỉnh đầu mà thôi. Trong khi đó, hơi thở vô ra của hành giả thật nhẹ đều và sâu. Trong lúc mật niệm và trụ tâm như vậy, trên đỉnh đầu hành giả sẽ có những chuyển động từ từ đến mạnh. Và đôi lúc như vũ bão cuồn cuộn trên đỉnh đầu, và có lúc vi vu nhẹ nhàng, và khi hành giả nhận được huyền linh do Đức A Di Đà ban xuống cho hành giả như ánh sáng hoặc linh điển rào rạc xuống đỉnh đầu để khai mở bộ đầu cho hành giả. Hành giả đừng để ý đến những hiện tượng đó mà chỉ tiếp tục mật niệm trên đỉnh đầu. Dầu những hiện tượng đó có xảy đến cho hành giả trong lúc công phu luyện đạo, hãy để tự nhiên, rồi sự vận chuyển của định luật tiến hóa sẽ đưa hành giả đến chỗ nhiệm màu của đạo. Hành giả chỉ biết chí thành tiếp tục gom thần trụ ý, kề răng co lưỡi và mật niệm tại đỉnh đầu Nam Mô A Di Đà Phật. Mắt tuy khép nhưng trong trí hành giả vẫn nhìn thẳng ra bầu thái hư từ chỗ ấn đường trước trán của hành giả. Hành giả nhớ đừng bao giờ nhìn xuống. Trụ niệm như vậy mỗi đêm ít nhất 2 tiếng đồng hồ thì mới có kết quả tốt và mau được. Ngoài giờ hành pháp ban đêm ra, bất cứ lúc nào hành giả cũng có thể răng kề răng co lưỡi và mật niệm lục tự di đà. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, khi làm việc, khi ăn đều có thể mật niệm lục tự di đà, để mọi tà niệm không còn có cơ hội xâm nhập và điều khiển hành giả nữa. Và đường đi của hành giả luôn luôn có sự soi sáng của Đức A Di Đà. Cứ như thế qua một thời gian, hành giả sẽ đạt được vô biệt niệm. Tại sao lại đạt được vô biệt niệm? Đó là âm ba rung động huyền bí của lục tự di đà tự động vang lên trên bộ đầu của hành giả luôn luôn. Và lục căn của hành giả cũng niệm theo âm ba đó. Hành giả không còn phải cố gắng niệm như khi chưa đạt được. Rồi hành giả có thể tiến xa hơn một bước nữa là tuyệt đối gom thần trụ ý về một điểm duy nhất là Hà Đào và tiến thẳng vào con đường giải thoát hoàn toàn. Xin xem phần trước. Vài điểm cần nhớ sau khi công phu. Vừa dứt công phu, hành giả chắp tay trang nghiêm hướng về Tây Phương Tịnh Độ để cầu nguyện được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức A Di Đà. Nguyện xong, xá ba xá, xin xem phần nguyện ở trước. Rồi hành giả nguyện hồi hướng công đức, công phu, công quả của hành giả đến pháp giới chúng sanh, muôn loài vạn vật. Thành tâm cầu nguyện cho tất cả thân bằng quyến thuộc, bằng hữu, tất cả mọi người đều được nguồn sinh lực ánh sáng A Di Đà chiếu rọi mà cố tu cho kịp cơ tiến hóa của trời đất. Nguyện xong, xá ba xá. Sau mỗi lần công phu luyện đạo, hành giả chắp tay lại chĩa thẳng lên không trung, chà hai tay sát vào nhau cho đến khi thật nóng rồi áp vào hai bên má, sát vào hai bên sống mũi và từ từ vuốt thẳng lên đỉnh đầu.
Làm như vậy là để giải bớt sự tụ điển trong bộ đầu, để hành giả tạm thời có thể sinh hoạt bình thường trong đời sống hàng ngày của mình. Hành giả nhớ làm như vậy 5 lần. Ngoài ra, hành giả cần phải áp sát hai bàn chân vào nhau và chà thật mạnh, thật nóng khoảng 1 phút đồng hồ để giải tan những tích tụ của khí trượt ra ngoài và ngừa việc ngồi lâu, mạch máu có thể bị ngưng trệ ở đôi chân. Hành giả có thể duỗi thẳng đôi chân ra rồi bắt đầu xoa bóp từ bắp vế xuống đến bàn chân và ngón chân, hoặc có thể thêm những vận động tay chân khác để cho khí huyết được lưu thông, bản thể được điều hòa. Hành giả có thể thực hành một số động tác của khoa Hatha Yoga thì càng tốt. Có như vậy, lần sau hành giả có thể ngồi được lâu hơn và dễ dàng hơn. Chú ý, vì phạm vi của tập sách nhỏ này và vì căn cơ của mỗi hành giả có khác nhau, nên chúng tôi chỉ trình bày chia sẻ những điều tổng quát của pháp thiền tịnh trực đáo chân tâm mà thôi. Còn có những phép khứ trượt lưu thanh, thanh lọc bản thể để giải nghiệp thân, nghiệp tâm qua nguồn sinh lực ánh sáng A-di-đà, không thể đưa vào tập sách này được. Nếu hành giả nào cần tham khảo thêm những phần thực hành đó để góp thêm hành trang trên bước đường tu giải thoát của mình, thì xin liên lạc theo địa chỉ ngoài bìa sách. Tùy theo căn cơ và sự tu học của mỗi hành giả, tất cả đều được chia sẻ và giải đáp tận tình. Những hành giả bị chứng cao áp huyết hoặc bất cứ chứng bệnh nào mà không thể gom thần tụ ý về đỉnh đầu thì chỉ mật niệm hồng danh Phật trong tâm, thành tâm sám hối và cầu nguyện để giải nghiệp là đủ rồi. Phần thứ tư, huyền linh của lục tự Di Đà và giải thoát trong tịnh độ hiện tiền. Thứ nhất, ý nghĩa và huyền linh của lục tự Di Đà. A Di Đà hay vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là nguồn sinh lực ánh sáng vô tận và vĩnh cửu của càn khôn, là khối linh quang đang vận chuyển qua 48 lời đại nguyện để soi sáng và dẫn dắt chúng sanh vượt sông mê về bến giác. Và linh quang này còn bàn bạc khắp trong muôn loài vạn vật. Bởi vậy, Ngài còn có danh hiệu khác là Pháp Giới Tàng Thân A-di-đà Phật. Trong mỗi hành giả đều có ánh sáng A-di-đà, đó là nguyên thần và điểm linh quang sáng suốt vô cùng và bất diệt. Nhưng khi đầu thai vào quải thế để học hỏi tiến hóa, liền bị màn vô minh tạm thời che mất ánh sáng đó, để hành giả phải trầm luân vào cõi đời ô trượt và bị u trệ đến như vậy. Nay hành giả niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là trở về nương theo, cung kính đảnh lễ, tức là hành giả cố gợi lại, cố đánh thức lại cái nguyên lai bản tánh A Di Đà Phật trong hành giả. Và chính nhờ A Di Đà trong bản thể của hành giả bừng sáng trở lại, nên mới có thể hòa hợp được với ánh sáng A Di Đà từ ngoài càn khôn chiếu rọi vào. Sở dĩ có sự tương ứng kỳ diệu như vậy là vì trong hành giả đã có sẵn A Di Đà. Bởi thế người xưa thường nói: nhất thiết chúng sanh giữ Phật đồng. Tất cả chúng sanh và Phật đồng như nhau. Điều này có nghĩa là chúng sanh và Phật có cùng một thể sáng hay cùng một giác tánh, chứ không phải cùng trình độ tiến hóa. Và nếu chúng sanh thức giác được giác tánh ấy, có thể nương theo điển quang của Phật mà tiến hóa vô cùng tận. Hành giả Hoàng Phước, một trong những vị đang thực hành thiền tịnh trực đáo chân tâm, khi đạt được niệm Phật tam muội, nhân dục tận tịnh, dứt hết mọi tạp niệm của trần thế, được điển linh của Đức A Di Đà hỗ trợ trong phần tâm linh để vượt thoát ngũ hành và xuất thần lên thượng giới.
Khi phần tâm linh của hành giả Hoàng Phước vừa thoát khỏi bản thể vật chất nặng nề này, thì anh liền cảm nhận được âm ba huyền diệu của Lục Tự Di Đà, vang lên như khúc nhạc thần tiên thoát tục. Với muôn đạo hào quang, đưa phần chân linh của hành giả Hoàng Phước đi lên mãi, khiến hành giả cảm thấy siêu thoát, không còn vướng bận chút tục lụy gì của trần gian nữa. Âm ba huyền bí của Lục Tự Di Đà thấm nhuần vào toàn cõi linh hồn của hành giả Hoàng Phước với một tình thương thấm thiết và siêu thoát mà không bút mực ngôn từ nào của trần ai có thể tả được. Trong lúc đó, cho dù hành giả có muốn dừng chân để về lại cõi tục cũng không còn chỗ nào để dừng nữa. Và cứ như thế, âm ba rung động huyền bí của Lục Tự Di Đà tiếp tục dìu bước hành giả Hoàng Phước đi lên mãi. Đó là một tấm bản đồ, là một ngọn hải đăng, hành giả không thể nào sai lạc được. Và đó cũng là phần thưởng thiêng liêng cho những hành giả cố công tu đạo giải thoát dưới sự dìu dắt của A Di Đà. Hành giả đừng vọng vào những điều siêu diệu được trình bày trên, vì mỗi hành giả đều có cơ duyên khác nhau, không ai giống ai. Nếu hành giả có đức tin sâu xa, trọn vẹn vào Đức A Di Đà và cố gắng thành tâm tu luyện theo những điều đã được trình bày, thì hành giả có thể thành tựu như hành giả kia hoặc hơn nữa. Và rồi hành giả cũng sẽ có cơ duyên được đi vào cõi huyền linh để đảnh lễ và nghe Phật thuyết pháp, và pháp âm của Phật sẽ thấm nhuần toàn cõi tâm linh của hành giả. Hành giả sẽ thoát khỏi cảnh tối tăm khổ đau của sanh tử luân hồi. Chú thích phần thứ tư. Trường hợp của hành giả Hoàng Phước là hiện tiền vãng sanh, và rồi hành giả phải trở lại bản thể trần gian để tiếp tục trui rèn phần tâm linh của mình và tiếp tục làm công quả để giải cái nguyện tiền kiếp ở cõi hồng trần cho đến khi hoàn tất chu trình tiến hóa của mình. Thứ hai, tịnh độ hiện tiền và giải thoát. Xưa kia có rất nhiều hành giả chỉ biết niệm Lục Tự Di Đà, ngoài ra không biết kinh kệ gì khác, thế mà được Phật thọ ký và đã thành tựu được nhiều điều nhiễm màu trong lúc còn sống. Lạt Ma Anagarika Govinda, một học giả nổi tiếng của Phật giáo trên thế giới và đồng thời cũng là một hành giả đã được khai mở tâm linh phần nào, Lạt Ma Govinda đã kể một câu chuyện về vị Lạt Ma khác không hề biết nhiều kinh sử và triết học Phật giáo, mà cả đời chỉ biết tụng kinh A Di Đà và trì niệm Lục Tự Di Đà mà đã đạt được nhiều điều vi diệu trong lúc vị Lạt Ma này còn sinh tiền. Vị Lạt Ma này là Hòa Thượng A-rô, sống theo truyền thống khổ hạnh như vị Thánh Tâm Milarepa, mặc áo bá nạp sách rưới và hàng trăm miếng. Lạt Ma A-rô còn có một vị sư huynh nữa tên là Reto. Vị sư huynh này bản tánh thông minh hoạt bát về kinh điển, nên đã rời bỏ vùng thôn quê hẻo lánh để lên kinh thành ghi tên vào một đại học Phật giáo ở đó mà học, và đã được tốt nghiệp thủ khoa. Trong khi Lạt Ma A-rô vẫn tiếp tục ẩn cư ở ngôi chùa trong vùng thôn quê hẻo lánh mà trước đây đã cùng sư huynh Reto hẩm hút ở đó. Sau khi tốt nghiệp đại học và thành một pháp sư danh tiếng khắp Tây Tạng, một hôm nhân chuyến công du qua làng cũ, Lạt Ma Reto nhớ đến người sư đệ A-rô năm xưa nên ghé lại thăm. Sau một thời gian dài xa cách, huynh đệ gặp lại nhau rất mừng rỡ. Lạt Ma Reto hỏi sư đệ A-rô đã tu học đến đâu rồi. Lạt Ma A-rô thành thực nói rằng: bao nhiêu năm qua, từ ngày sư huynh lên kinh để theo đuổi việc học vấn và trở về
thành vị pháp sư nổi tiếng, để ở lại đây chỉ chuyên tụng bộ kinh A Di Đà mà thôi. Lạt Ma Ơ Tô chỉ lắc đầu than thở cho chú sư đệ của mình, sao mà quá quê mùa, chỉ biết tụng đọc một bộ kinh quá tầm thường mà hầu như mọi người ai cũng biết đến. Pháp sư Ơ Tô liền giảng cho sư đệ A Sô một thời pháp thật cao siêu với những pháp môn vi diệu mà ông đã học được. Pháp sư Ơ Tô thao thao bất tuyệt cho đến khuya mới đi ngủ. Khi vừa mới chợp mắt, như có một hiện tượng lạ gì đã đánh thức ông. Lạt Ma Ơ Tô liền tỉnh giấc và thấy ánh sáng huyền ảo từ đâu mà chiếu sáng cả một vùng của ngôi Tam Bảo. Định thần một phát, Lạt Ma mới biết ánh sáng đó phát xuất từ chánh điện. Ông bèn tiến về phía chánh điện và thấy tận mắt sư đệ A Sô đang chắp tay trang nghiêm niệm Lục Tự Di Đà, mà chung quanh thân thể của sư đệ ông phát ra hào quang sáng rực và còn chiếu sáng cả một vùng chánh điện nữa. Lạt Ma Ơ Tô bàng hoàng xúc động khi nhìn thấy trong hào quang đó có ao thất bảo với những hoa sen to lớn, với đền đài cung điện toàn bằng vàng, còn có những loài chim rất lạ cất lên tiếng hát như hòa tấu khúc nhạc thần tiên thoát tục, và âm ba nghe vi diệu như pháp âm của Đức Phật. Rồi từng cơn mưa hoa đổ xuống, hoa mạn đà la rơi xuống ao thất bảo, chiếu sáng khắp nơi. Lạt Ma Ơ Tô gần như nín thở để chiêm ngưỡng cảnh tịnh độ vô cùng vi diệu đó, không bút mực nào của thế gian có thể diễn tả được. Ông tiếp tục quan sát sự màu nhiệm đó cho đến khi Lạt Ma A Sô tụng xong thời kinh A Di Đà thì những linh ảnh đó mới tan biến đi. Quá xúc động, Lạt Ma Ơ Tô liền bước vào hỏi sư đệ A Sô làm thế nào mà đạt được thần thông màu nhiệm như vậy. Lạt Ma A Sô cho biết rằng ông không hề có thần thông màu nhiệm gì cả, mà chỉ biết chuyên tâm trì niệm Lục Tự Di Đà mà thôi. Nếu chỉ có thế thì làm sao có thể phát ra hào quang sáng rực cả một vùng, và còn có nhiều linh ảnh kỳ diệu khác cũng đồng thời hiện ra trong hào quang đó. Chắc chắn sư đệ có phương pháp tu luyện nào khác mới có thể đạt được sự màu nhiệm như vậy. Lạt Ma A Sô cho biết rằng ngài không hề có phương pháp tu luyện nào khác ngoài việc giữ giới luật về thân, khẩu, ý tam nghiệp cho thật thanh tịnh và chuyên tâm trì niệm Lục Tự Di Đà liên tục mà thôi. Không thể nào như vậy được. Như sư huynh đây đã dày công học tập kinh điển, thông suốt kinh luận và còn tu tập bao nhiêu năm qua mà không được gì cả. Còn sư đệ chỉ có Lục Tự Di Đà mà làm sao đạt được sự màu nhiệm đó? Chắc có lẽ sư huynh hóa thông kinh điển, học kinh chỉ để thỏa mãn phần tri thức, rồi sanh tâm kiêu ngạo, không thành kính và tin tưởng đối với những lời dạy thiêng liêng của chư Phật, chỉ đi trong lý luận mà bỏ quên phần thực hành tu luyện thân tâm. Và chắc vì vậy chăng? Còn như đệ đây, tin tưởng vào lời huyền ký của Đức Thích Ca Như Lai, tin rằng có cõi tịnh độ và Đức Phật A Di Đà với lời đại nguyện của ngài, và đệ một lòng cầu về cõi tịnh của ngài. Pháp sư Ơ Tô liền bừng tỉnh, bèn chắp tay đảnh lễ người sư đệ đã khiến cho mình giác ngộ được chân lý đó. Sau đó, Lạt Ma Ơ Tô trở về kinh đô Lhasa, tường trình mọi sự lên Đức Đạt Lai Lạt Ma và xin từ chức pháp sư để vào ẩn tu trong dãy tuyết sơn. Đức Đạt Lai Lạt Ma bèn ra lệnh cho xây một ngôi chùa thật to để xứng với công đức tu hành của Lạt Ma A Sô. Nhưng ngài không nhận mà tiếp tục ở ngôi chùa nhỏ trong ngôi làng đó. Sau cùng người ta mời ngài đến trụ trì một ngôi chùa lớn ở vùng khác, vì vị Lạt Ma chủ trì ngôi chùa này đã viên tịch.
nhưng Ngài cũng từ chối, chỉ nhận quản trị dùm ngôi chùa một thời gian, vì Lạt Ma A-sô biết rằng vị Lạt Ma chủ trì kia sắp hóa thân trở lại và chẳng bao lâu nữa sẽ trở về trụ trì lại ngôi chùa đó. Một hành giả tu tịnh độ mà đã đạt đến cảnh giới như vậy thì đã đạt được tịnh độ hiện tiền và thân tịnh, tức Phật độ tịnh. Phần siêu linh từ bản thể của hành giả đó chính là quốc độ thanh tịnh của Phật rồi. Mặc dù hành giả đó còn mang xác phàm để hoàn tất chu trình tiến hóa của mình, nhưng phần điển quang tâm linh đã dung thông về tới cõi A-di-đà rồi. Một câu chuyện khác cũng có phần siêu diệu về một hành giả đã đạt tịnh độ hiện tiền, được truyền tụng rất nhiều trong giới Phật giáo Nhật Bản ngày nay. Đó là câu chuyện thật về một tín đồ của tịnh độ chân tâm tên là Somatsu. Có lần Soma đến viếng một ngôi chùa của tịnh độ tâm ở vùng quê. Anh tiến vào chánh điện thật nhanh và nằm ngay trước mặt tôn tượng A Di Đà một cách thoải mái. Vì quá kinh ngạc với cung cách của anh, người bạn cùng đi với anh vừa hỏi vừa trách anh rằng: tại sao anh lại thiếu sự cung kính đối với Đức A Di Đà như vậy? Soma trả lời: tôi đã về tới nhà cha mẹ tôi rồi, mà anh còn đem tâm phân biệt ra mà nói này nói kia, thì anh thật chỉ là một đứa con ghẻ của A Di Đà mà thôi. Soma luôn luôn thấy mình đang ở trong lòng bàn tay của A Di Đà, như con nằm trong lòng cha mẹ với tràn đầy lòng yêu thương, nên đã không cần để ý gì đến hình thức lễ nghi bề ngoài nữa. Một lần khác, Soma từ kinh đô Kyoto về nhà ở đảo tứ quốc Shikoku, phải qua một cái eo biển. Khi thuyền đến giữa eo thì một trận bão kinh khủng xảy đến và chiếc thuyền bị sóng đánh chao đảo gần như chìm luôn. Những người bạn đi trên thuyền với anh đều hoảng hốt, kinh hãi và quên niệm lục tự Di Đà, chỉ lo cầu xin thần biển giúp đỡ. Trong khi đó, Soma vẫn nằm ngủ yên lành. Những người bạn đánh thức anh và nói: thuyền sắp chìm rồi mà anh còn bụng dạ nào nằm ngủ yên như thế? Ta còn ở trên cõi ta bà này nữa không? Soma hỏi lại, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Đối với Soma, lúc nào cũng có A-di-đà bên cạnh và phó mặc cho A-di-đà. Dù trời có lâm, đất có lở, anh cũng không còn sợ gì nữa. Điều mà khiến cho hành giả chú ý nhất trong câu chuyện này là khi Soma hỏi lại những người bạn của anh: ta còn ở trên cõi ta bà này nữa không? Hành giả có thể cho rằng Soma là một kẻ mất trí, một kẻ khùng, rằng Soma không biết là mình đang sống trên thế giới ta bà đau khổ hay trên thế giới cực lạc của Đức A Di Đà. Nhưng thực ra Soma có một lối sống riêng, hoàn toàn nằm trong thế giới tâm linh sâu thẳm của anh, qua sự soi sáng thiêng liêng của Đức A Di Đà. Mặc dù còn mang xác phàm, Soma đã giải thoát khỏi màn vô minh của thế giới sinh tử ảo hóa trong cõi ta bà này. Vì vậy đối với Soma, sống và chết cũng như những đám mây trôi nổi trên bầu trời xanh, không có gì để anh phải quan tâm đến. Có một lần kia, Soma nằm bệnh trên đường về nhà, những người bạn bảo anh hãy thức dậy tĩnh tâm mà tạ ơn A Di Đà. Soma nói: cảm ơn các anh, những chỗ nào tôi nằm bệnh là cõi tịnh độ ở ngay bên cạnh tôi. Và khi có người vào thăm bệnh nói rằng nếu anh chết đi, chúng tôi sẽ xây cho anh một mộ phần, Soma liền trả lời dứt khoát: tôi không bao giờ ở dưới nấm mồ đó đâu. Đối với Soma, thế giới diễn ra dưới con mắt của anh, không cần thiết phải cùng với cái nhìn của một hành giả bình thường. Anh có cái nhãn quan siêu việt khi nhìn thế giới chung quanh, nhưng đồng thời anh cũng không hề lìa khỏi thế giới mà anh sống trong đó.
Các hành giả xưa gọi đó là tịnh độ hiện tiền. Nói một cách dễ hiểu là đời sống của Soma trong thế giới này là đời sống của anh trong thế giới tịnh độ. Nơi mà biển luôn luôn lặng, thuyền luôn luôn yên. Vì vậy, dù trong cơn hỗn loạn kinh hoàng, Soma vẫn không hề có chút sợ hãi gì. Khi muốn ngủ thì cứ ngủ, khi muốn thức thì cứ thức. Khi con thuyền diêu động xuống lên, anh cũng diêu động lên xuống theo con thuyền. Ngay như khi những con sóng to phủ qua, Soma cảm giác như vòng tay đầy lòng từ bi của A Di Đà đang ôm ấp anh. Và vì vậy, Soma vẫn ngủ yên như ngủ trước tôn tượng của Đức A Di Đà trong ngôi chùa nọ. Đó cũng là nguyên lý sống thuận thiên thuận đạo của đạo gia Đông Phương xưa nay. Khi trời nóng thì đổ mồ hôi, khi trời lạnh thì run rẩy. Có lần Soma làm ruộng vào mùa hè, khí trời quá nóng bức, anh về nhà đến Phật đàn và đưa tượng Phật A Di Đà xuống, rồi đem pho tượng ra ngồi hóng mát với anh trước hiên nhà. Và đôi lúc anh còn quạt cho A Di Đà cùng mát với anh nữa. Hành động đó của Soma quả thật giống như một em bé đang tâm tình và vui chơi với một người bạn của mình. Và hẳn nhiên lúc đó cánh cửa huyền linh trong em bé đang mở rộng để đón em đi vào thế giới thiên đàng của riêng em. Còn ta là một người lớn, một người với đầy đủ bộ óc suy luận, nghi ngờ, phân biệt, đố kỵ, chấp ta ngã mạn, thì làm sao có thể hiểu nổi được tâm tình trinh nguyên, trong trắng và sự vui chơi hồn nhiên của em bé kia? Và làm sao để tâm ta được hoàn nguyên mà có thể về được thượng giới? Khi nào con người còn sống trong thế giới nhị nguyên đầy mâu thuẫn, đối nghịch thì trời đất vẫn còn phân ly, âm dương vẫn còn cách biệt và con người vẫn còn phải chịu đau khổ vì màn vô minh ảo hóa dẫn vào cuộc trầm luân trong vòng sanh sanh tử tử mãi. Với cái nhìn bình thường của một hành giả đang sống trong thế giới nhị nguyên đầy sưu tư, lý luận thì không thể nào cảm nhận được cái tâm tánh hồn nhiên của đạo trong con người của Soma. Và cái tâm tánh đó đang dung thông trong những hiện tượng chung quanh anh và những hiện tượng của trời đất. Và chính cái tâm tánh hồn nhiên của đạo ấy là con đường duy nhất để đưa hành giả vào cửa của đại đạo, và cũng là con đường đưa hành giả thoát khỏi thế giới nhị nguyên đầy đau khổ và máu lệ để trở về với Đức A Di Đà, trở về với trời Phật, cội nguồn duy nhất mà từ đó hành giả đã ra đi. Chú thích: ta ra đi từ cõi nguồn vô vi, cội nguồn của thanh tịnh, bây giờ phải trở về lại cội nguồn đó. Hoàn nguyên là trở về lại sự hồn nhiên, trong trắng và siêu thoát như khi còn ở thượng giới. Những hành giả thiền tịnh trực đáo chân tâm tại USA tháng 2 1996. Đôi dòng chia sẻ đến với chư vị hành giả. Kính thưa chư vị, thiền tịnh trực đáo chân tâm là một phương pháp thực hành để khai mở sự tiến hóa tâm linh trong bản thể của hành giả. Và A Di Đà được trình bày trong phương pháp này chính là phần tâm linh đó của hành giả. Sự thực hành thiền tịnh trực đáo chân tâm không phải là cách thức thể hiện lễ nghi của một tín ngưỡng, mà là sự ứng dụng một phương tiện trung gian vào con đường thực hiện tâm linh để đưa hành giả đến sự giao cảm với siêu nhiên mà tìm về nguồn cội của mình. Vì vậy, phương pháp thiền tịnh trực đáo chân tâm không phải chỉ dành riêng cho những người theo đạo Phật mà bất cứ ai cũng có thể thực hành được. Điều cần thiết ở đây là khi đọc xong thiền tịnh trực đáo chân tâm, xin hành giả
hãy quên đi những danh từ được vay mượn từ những đạo giáo hoặc các phương pháp khác để diễn đạt một số chi tiết của thiền tịnh trực đáo chân tâm, mà hãy bắt đầu thực hành trong sự chân thành, thanh tịnh nhẹ nhàng của chính hành giả. Chỉ có sự thực hành mới đưa hành giả đến đích trong sự tiến hóa tâm linh của hành giả mà thôi. Xin hành giả hãy vững đức tin và tiến bước trên đường thực hiện tâm linh của mình. Bên cạnh hành giả luôn luôn có chư vị thiên liên hỗ trợ, che chở, hướng dẫn, giải nghiệp cho hành giả từ hữu vi đến vô vi, cho đến khi hành giả hoàn tất của hành trình tiến hóa của một kiếp người ở thế gian cõi tạm này. Nam mô A Di Đà Phật. Hành giả thiền tịnh trực đáo chân tâm tại Hoa Kỳ, tháng 4 1998. Đường trở về Thượng Nguồn Thánh Đức, tức trở về thiên giới. Nam mô Diêu Trì Địa Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. Phần thứ nhất, cội nguồn và lộ trình tiến hóa của con người và vạn vật. Nguồn gốc của vũ trụ do đâu mà thành? Từ tinh tú nhật nguyệt trong bầu không gian vô tận cho đến thần linh, loài người và vạn vật do đâu mà có để làm gì, và con người chúng ta có liên hệ gì đến những hiện tượng đổi thay của trời đất, và cuối cùng sẽ đi về đâu, vân vân. Thứ nhất, nguồn gốc của vũ trụ vạn vật. Xưa nay có rất nhiều luận thuyết nói về nguồn gốc của vũ trụ và vạn vật. Hành giả có thể phân biệt những luận thuyết đó thành hai khuynh hướng chính, đó là khoa học và đạo học. Khoa học diễn tả nguồn gốc của vũ trụ vạn vật qua sự quan sát và kiểm chứng bằng những giác quan thông thường của con người và dụng cụ khoa học để đưa đến cho hành giả một nhận thức cụ thể về nguồn gốc đó trong sự cấu tạo, tồn tại và hoại diệt như thế nào. Còn đạo học thì hướng dẫn hành giả đi sâu vào lòng của vạn vật, sống hòa vào thiên nhiên và siêu nhiên bằng con đường thực hiện tâm linh của mình. Và trong sự tiến hóa tự nhiên của tâm linh, hành giả sẽ biết rõ cội nguồn sâu xa của vũ trụ và biết rõ sự đổi thay, tiến hóa của muôn loài vạn vật như thế nào, vân vân. Vậy hai khuynh hướng trên có cái nhìn và diễn tả như thế nào về nguồn gốc của vũ trụ và vạn vật? Theo quan điểm của khoa học, theo khoa học, vũ trụ này vào thời nguyên thủy là một khối cầu vĩ đại, sáng loà, và trong đó chứa toàn là những dương điện tử, proton. Đó là một khối điện lửa có sức nóng kinh khủng và sức vận chuyển không ngừng nghỉ với một vận tốc kinh hồn từ bên trong của khối cầu đó, để cuối cùng tạo thành một tiếng nổ Big Bang, làm rung chuyển cả bầu Thái Hư. Rồi những nhân điện tử ấy từ trong chiều không gian mịt mù sâu thẳm của khối cầu kia, vì sức ép của tiếng nổ đó mà phóng xuất đi khắp trong bầu không gian và tạo thành vô số những vì sao, những thái dương hệ, những dãy ngân hà, trái đất, vân vân. Trái đất mà chúng ta đang sống đây cũng là một trong vô số phần tử đã được phóng xuất ra từ khối cầu vĩ đại kia. Có thuyết trái đất là một mảnh vỡ của mặt trời, và trải qua hàng triệu năm, trái đất này đã nguội dần
sinh vật cũng bắt đầu xuất hiện để bước vào chu trình sinh sôi nảy nở và tiến hóa, vân vân, cho đến ngày nay. Đó là những thuyết của khoa học về nguồn gốc của vũ trụ và vạn vật. Nhưng đối với nền đạo học Đông Phương, nguồn gốc của vũ trụ và vạn vật từ đâu mà có? Khối cầu vĩ đại kia và những nhân điện tử ở trong đó là gì? Qua cái nhìn và sự thuyết minh từ nền đạo học Đông Phương. Theo sự luận giải từ nền đạo học Đông Phương, chúng sanh trong tam giới lục đạo, từ vô hình đến hữu hình, từ Phật, Tiên, Thánh, Thần, Người, đến muôn loài vạn vật đều từ một cội nguồn mà ra. Từ thuở sơ khai, cội nguồn đó là nguyên khí, là khối linh khí tiên thiên hùng lực, huyền ảo, hư linh, tỏa sáng khắp mười phương và bao trùm cả thái hư vô tận. Đó chính là thái cực, là cha, thượng đế, ông trời, đức chí tôn, đấng tạo hóa, đức huyền huyền Phật tổ, vân vân. Đó chỉ là những danh từ hữu hình hữu hạn trong trí phàm của con người, dùng để chỉ về một thế giới siêu nhiên, đầy huyền linh nhiệm màu và vô cùng tận, vượt ngoài giới hạn của ngôn ngữ và tư tưởng loài người. Thế giới siêu nhiên đó là nguồn cội của chúng sanh muôn loài vạn vật. Đó chính là thái cực, và cũng là khối cầu vĩ đại và sáng lòa mà khoa học đã nói đến. Và những nhân điện tử trong đó phải chăng là những tàn lửa, những linh hồn của chúng sanh muôn loài vạn vật sẽ được kích tụ lại trong nhiều tần số sau tiếng nổ kinh hồn Big Bang đó. Và trong thái cực đó bao gồm âm dương là hai phần chính để sinh thành, bảo dưỡng và thúc đẩy sự tiến hóa cho mọi hiện tượng từ tinh tú, thiên nhiên cho đến chúng sanh muôn loài vạn vật. Và trong hai phần âm dương này còn bao hàm cả ba thể điển đại bi, đại trí và đại dũng, làm động cơ thúc đẩy vận chuyển mọi linh hồn trong tất cả lộ trình tiến hóa theo thiên ý. Chính do sự vận chuyển màu nhiệm của ba thể điển đại bi, đại trí và đại dũng trong bầu thái cực vô cùng kia mà hai phần chính đó được hiển lộ và phân chia thành âm dương, hai nguyên lý tương sanh tương khắc. Hai nguyên lý đó chính là cha và mẹ, là càn khôn, là nguồn gốc sanh ra chúng sanh muôn loài vạn vật, từ vô hình đến hữu hình, từ linh hồn đến vật chất, từ sự rung động cao siêu hùng lực như các bậc tiên Phật đến sự rung động thấp thoải và nhẹ nhất như côn trùng thảo mộc đều được hàm dưỡng bởi hai nguyên lý âm dương đó. Hai nguyên lý đó là một, là thái cực nhưng hóa thành âm dương và xuống cõi lưỡng nghi để bắt đầu một chu trình sanh sanh hóa hóa vô cùng, sanh hóa ra các tầng trời thượng trung hạ, sanh hóa ra Phật, Tiên, Thánh, rồi đến Thần, Người cho đến chúng sanh muôn loài vạn vật, từ hữu hình đến vô hình. Cũng từ trong nguyên lý huyền bí này, Lão Tử đã từng nói rằng đạo sanh một, một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn vật. Và tất cả sanh ra từ nguồn cội đó, gọi là nhất bản tán vạn thù. Từ một cội nguồn sinh ra muôn hình vạn tượng khác nhau. Đó cũng gọi là cơ kiến tạo. Kiến tạo từ vô số thế giới hữu hình đến vô số thế giới vô hình. Kiến tạo từ linh hồn cho đến thể xác của chúng sinh, muôn loài vạn vật. Với đầy đủ hai nguyên lý âm dương, đầy đủ khí chất của đại bi, đại trí và đại dũng. Và kiến tạo từ cái thanh nhẹ đến cái nặng trược để làm điều kiện kích động phản động cho mọi chúng sanh trên bước đường trầm luân để học hỏi tiến hóa, hay trên bước đường trở về nguồn cội của mình. Sau khi kiến tạo và trang bị đầy đủ những yếu tố cần thiết từ Phật, Tiên, Thánh,
thần, người cho đến vạn vật đều bắt đầu chu trình tiến hóa của mình. Và trên dòng sông tiến hóa tự nhiên đó, con người và vạn vật đã trải qua những khúc quanh định mệnh nào mà đã dẫn họ đến tình trạng như ngày nay, và tương lai sẽ đi về đâu, vân vân. Tất cả đều được trình bày vào những phần kế tiếp trong chương này. Chú thích: Tam giới, cõi âm là những cõi giới có tần số xung động chặn cho chúng sanh ở đó chịu đựng những đau khổ dằn vặt để trả quả cho bài học chưa thông từ cuộc hành trình đã qua. Đó là cái cõi địa ngục và những cõi tối tăm khác mà các linh hồn tội lỗi bị sa đọa vào đó. Cõi trung giới, cõi của những linh hồn có trình độ tiến hóa hơn cõi âm, có những xung động hướng thượng và có sự sáng để tiếp tục tiến hóa cao hơn nữa. Đó là những cõi địa tiên, cõi của những vị tiên mà vẫn chưa thoát khỏi được sức hút của cõi trần này. Cõi thượng giới, cõi của những linh hồn có trình độ tiến hóa cao như thánh tiên Phật. Lục đạo, sáu con đường hay sáu tần số tiến hóa tâm linh dẫn hành giả trầm luân vào đó tùy theo nghiệp mà hành giả đã gieo trong cuộc sống hiện tại. Sáu con đường đó là thiên, tức về cõi trời, nhân về cõi người, thần địa ngục ngạ quỷ, tức cõi của những loài ma quỷ đói khát, và súc sanh, gọi chúng là lục đạo luân hồi. Âm dương, tương sanh tương khắc là hai nguyên lý luôn luôn có mặt trong chúng sanh muôn loài vạn vật, từ hữu hình đến vô hình. Thế nào là tương sanh? Ví như một tế bào nhỏ nhất cũng có hai nguyên lý âm và dương được bao hàm trong đó để tác động, bảo trì và sanh hóa, tức element bằng proton cộng và electron trừ. Và từ những tế bào nhỏ khác nhau cũng trong chu trình sanh sanh hóa hóa tạo thành những vật thể lớn hơn như cỏ cây, côn trùng, vân vân. Lớn hơn nữa như con người, tất cả mọi bộ phận từ lớn đến nhỏ cũng trong chu trình sanh sanh hóa hóa đều do nhiều tế bào hợp thành. Và những tế bào đó có sự rung động hiểu biết, có khí chất bi trí dũng, có đường lối tổ chức, có nhiệm vụ làm việc, biết đoàn kết chặt chẽ để duy trì, nuôi dưỡng, bảo vệ và sanh hóa, vân vân. Giống như một xã hội bên ngoài. Nói tóm lại, bản thể vật chất của con người gồm nhiều bộ phận từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ, từ trong ra ngoài, vân vân, đều được cấu tạo bởi hai nguyên lý âm dương và trong chiều sâu của bản thể con người hoặc con vật được điều khiển bởi linh hồn, và linh hồn này cũng được kết hợp bởi hai luồng điển âm dương từ nơi ý chí của đấng tạo hóa. Một thiền sư Việt Nam thuở xưa, khi mắt huệ được mở, nhìn vũ trụ và vạn vật ẩn hiện trong một vật nhỏ nhất, và vật nhỏ nhất đó cũng được cấu tạo bởi hai nguyên lý âm dương. Càn khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Trời đất được nhìn thấy trên đầu một cọng lông, và trong một hạt cải nhỏ chứa đựng cả mặt trời và mặt trăng trong đó. Trên đây là nguyên lý âm dương tương sanh, tức hỗ tương với nhau mà sanh sanh hóa hóa được trình bày một cách đơn giản. Nhưng âm dương đồng thời cũng là hai nguyên lý tương khắc, kích động phản động trong vũ trụ và vạn vật từ vô hình đến hữu hình để truy rèn, thôi thúc linh hồn của mỗi người, mỗi vật càng lúc càng đi đến chỗ sáng hơn, thanh nhẹ hơn, hữu dụng hơn. Ví như một cục sắt vô dụng truy rèn thành cây kiếm tốt, chính nhờ lửa thất tình lục dục nung nấu tạo nên sự cấu xé, tranh chấp đánh lộn với nhau, cũng như sự tranh chấp giữa chân và phàm, giữa thiện và ác, vân vân, khiến cho linh hồn
hành giả bị dằn vặt, khổ đau, sai rứt, vân vân. Đến cuối cùng khi linh hồn được sáng hơn, thông hiểu hơn sự tác động hỗ tương giữa thiện và ác, thì lúc đó hành giả sẽ được xa lìa bớt sự khống chế của lửa thức tình lục dục, và từ đó bớt đi sự cấu xé, khổ đau, dằn vặt, và dần dần tiến đến chân thiện mỹ. Tóm lại, sự tương khắc giữa âm và dương trong hành giả cũng như trong trời đất, và sự cạnh tranh, sự thách thức, sự tranh chấp giữa thiện và ác, giữa chân và phàm, để tạo điều kiện kích động phản động cho hành giả và cho chúng sanh, muôn loài vạn vật từ vô hình đến hữu hình, có bài học để học hỏi, tiến hóa, thăng hoa. Và qua sự kích động phản động đó, hành giả đã phải kiên nhẫn, chịu đựng để học hỏi, trui rèn, quán thông sự tương quan mật thiết trong chu trình phát triển và tiến hóa tự nhiên, cho đến khi giữa phàm và chơn, giữa thiện và ác trong bản thể của hành giả, và hai nguyên lý âm dương được hòa trong bản thể của hành giả, tức là hành giả đã từ lưỡng nghi trở về thái cực, từ nhị nguyên tiến về nhất nguyên để hòa vào bầu thái cực vô cùng. Vì khi ở thế gian, Ngài là Thích Ca Mâu Ni, nhưng khi về trên hợp thể với Như Lai Phật Tổ, ngự tại Trung Thiên, thì Ngài chính là Phật Tổ. Và mỗi khi Phật Tổ thuyết pháp tại Trung Thiên, hóa thân của Ngài ở khắp các cõi, đồng thời cùng tiếp luồng điển của Ngài. Tùy theo trình độ và rung động của chúng sanh ở các cõi đó, mà pháp âm đồng thời cũng phát ra để thích hợp với căn cơ của chúng sanh ở đó. Đức Thích Ca Mâu Ni từ Đức Như Lai Phật Tổ, khi giáng sanh xuống cõi trần này, đã là lúc mở màn của hạ nguyên, nên Ngài chỉ chú trọng dạy cho chúng sanh ở đây làm thế nào để giải thoát khỏi tứ khổ, tức sanh lão bệnh tử, và đạt đến niết bàn. Vì vậy, tứ diệu đế, bát chánh đạo, tứ niệm xứ, vân vân, là những pháp môn tu luyện chính vào thời kỳ đó. Sau khi Phật diệt độ, một số các vị được xuất thần về trên học đạo, rồi đem kinh điển Đại Thừa xuống thế gian này, và trong số đó có những vị chưa đắc đạo lại thêm bớt diễn dịch theo ý phàm của mình. Không những thế thôi, mà về sau kinh điển còn qua những tay phàm diễn dịch và truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác, nên từ từ thất chân truyền, khiến cho người tu học như đi lạc vào khu rừng già, không thể nào ra khỏi được. Hiện tượng này đã kéo dài mấy ngàn năm qua và tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Đó là gì? Là hành giả chỉ học và tu Phật qua lý luận, qua kinh sách hữu vi của âm thanh sắc tướng. Và vì vậy, hành giả sẽ không bao giờ vào được cửa đạo để nhìn thấy Phật thật sự được. Nếu hành giả đạt được một chút trình độ tâm linh, khi cầm một quyển kinh lên và thử đọc vài dòng trong đó, hành giả sẽ biết ngay rằng kinh này có phải do Phật thuyết không, hoặc do một vị tổ sư, hay do những tai phàm nói ra. Chính vì những đám rừng già mù mịt đó đã khiến hành giả ngày nay không biết phải bắt đầu tu và học Phật từ chỗ nào nữa. Phải chăng hành giả phải bắt đầu tu và học Phật từ nơi cái tâm của mình? Và phải chăng tu cái tâm, sửa cái tánh là khởi điểm cho một cuộc hành trình tu và học Phật của hành giả? Vậy thì hành giả cần gì phải rơi vào tam tạng giáo điển qua những tai phàm đầy lý luận vô minh? Nhất cú liễu nhiên siêu bá ức, hà tu môn ngoại vạn tam xa. Và chỉ một câu lục tự Di Đà thôi, nếu hành giả được thực chứng vào nguồn ân điển đó thì đã siêu xuất khỏi tam giới rồi. Cần chi đến tam tạng giáo điển cho loạn tâm? Và cũng từ con đường siêu xuất này để đưa hành giả ra khỏi khu rừng già mịt mù của lý luận vô ích.
Các thiền sư đắc pháp thuở xưa đã không bao giờ y chấp vào kinh điển để khai thị cho đồ chúng của mình, mà bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Không lập thành văn tự, truyền dạy cách tu giải thoát ngoài tam tạng giáo điển, hoặc trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Chỉ thẳng vào chân tâm, thấy tánh thành Phật. Nói cách khác, khi hành giả thắp được ngọn đèn chân ngã tại nơi tâm của mình rồi, mọi thứ vô minh thuộc về tánh từ bên ngoài đều tan biến, thì cần chi đến tam tạng giáo điển? Ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, đó là ngũ trược của thời Hạ Quân. Xem kinh A Di Đà. Hạ Quân này là kỳ ba của một đại quân, là kỳ chót để bắt đầu cuộc tiến hóa trở lại của cả vũ trụ. Vì vậy một cuộc thanh lọc từ thiên đình xuống đến các cõi thấp nhất không thể nào tránh khỏi. Những phần thanh tức là những phần tu luyện đúng chánh pháp sẽ được đi lên, còn những phần nặng trược tức là những phần không tu luyện hoặc những phần ô trược và đi ngược thiên ý sẽ đi xuống. Nhưng khi đó cũng không còn địa ngục hoặc các quải tối tâm khác để đi xuống. Vì vậy, những thành phần đó sẽ bị tan hồn tan xác trong cơ phán xét này. Xác thì sẽ bị chôn vùi theo cuộc tẩy trần và trở thành cát bụi. Còn hồn thì đi vào sự xung động của kim, thạch, thảo, mộc, cầm, thú, vân vân, tùy theo nghiệp nặng, nhẹ, mà phải chịu cuộc trầm luân đau khổ để trả cho đến khi hết mới có cơ hội tiến hóa trở lại. Đây là một khía cạnh của sự vận chuyển và tác động của định luật tiến hóa của trời đất. Vì giới hạn của tập sách nhỏ này, chúng tôi không thể trình bày hơn được nữa. Tin hay không là tùy nơi căn cơ của mỗi hành giả, nhưng đừng để quá trễ mới tu, cũng như đến khi khát nước mới đào giếng sẽ không còn kịp nữa. Một hành giả khi đắc đạo ở thế gian này sẽ được về căn cội mình ở thượng giới, nơi đó có đền đài cung điện cho hành giả ngự ở đó và được tới lui tự tại. Tất cả những tiện nghi này đều do công năng tu luyện của hành giả qua cái bản thể tứ đại âm dương của hành giả tại cõi trần này mà thành tựu được. Còn những hành giả chưa đắc đạo ở cõi trần này mà được về trên do Đức A-di-đà tiếp dẫn thì sẽ được sanh qua thế giới của Ngài, nương theo một trong cửu phẩm liên hoa làm tự thể và ở trong đó để tu học tiến hóa cho đến khi chịu đựng nổi sự rung động của tần số điển quang của cõi này. Thì hoa sen sẽ tự động nở ra và hành giả tiếp tục cuộc tiến hóa mới của mình tại đây. Những điều được trình bày trên đây đều thuộc lĩnh vực vô vi pháp giới. Qua sự tu học, hành giả từ từ sẽ được khai mở và có thể hiểu biết nhiều hơn trong những vấn đề vô vi huyền diệu này. Về hạnh, khi hành giả đã có đức tin sâu xa và trọn vẹn vào Đức A-di-đà rồi, thì cần phải tập hạnh để tu cho đúng đường hướng do Ngài chỉ dạy. Lập hạnh là một điều quan trọng đối với hành giả trên bước đường tu luyện, vì nó ngăn ngừa không cho tạo tác thêm oan nghiệp, giảm thiểu từ từ những nợ nần nghiệp chướng cũ và huân tập thêm những chủng tử lành mới vào tâm thức của hành giả qua những hạnh lành mà hành giả thực hiện được. Những hạnh đức mà hành giả cần thực hiện như một phần quan trọng trong pháp môn thiền tịnh trực đáo chân tâm là sống sao cho trọn nhân đạo với cha mẹ, vợ chồng, con cái, bà con, bằng hữu cho đến quốc gia xã hội. Những bậc xuất gia cũng phải sống cho trọn cái đạo của bậc xuất gia, giảm tối đa hoặc không còn vay thêm nợ nần gì từ chúng sanh bá tánh nữa, buông bỏ thất tình lục dục, không còn vướng bận gì vào thế giới vật chất nữa. Có thế hành giả mới được nhẹ nhàng trên đường vãng sanh. Nếu hành giả có dư giả vật chất nên để cho những kẻ kém may mắn
lấy phần ấm no của mình. Đó là mình đã bớt nợ nần, dọn dẹp bớt chướng ngại trên bước đường đi đến giải thoát của hành giả. Trường hợp hành giả không dư giả vật chất thì thường xuyên cầu nguyện gửi đến những kẻ khổ đau, bất hạnh và những kẻ đắm chìm trong vô minh những tư tưởng thanh thoát, ánh sáng từ bi và trí huệ của Đức A-di-đà để họ vơi bớt khổ đau. Và phần tâm linh được nhẹ nhàng mà tìm về với chánh đạo. Hành giả có thể chia sẻ lời đạo, chia sẻ những gì mình đang tu học đến với những người khác để mọi người cùng tu cùng tiến. Đây là một cách làm công quả rất cao quý. Nhưng có điều, cho dù công quả bằng cách nào đi nữa, hành giả tuyệt đối phải quên cái ta của mình trong đó. Không vì danh vì lợi mà chỉ làm với tất cả tấm lòng thành của mình và hướng trọn vẹn về Đức A-di-đà để cầu mong mọi người cùng tu cùng tiến và cùng trở về với Ngài. Có thế công quả của mình mới được trọn vẹn trên con đường giải thoát của mình. Ngoài những đức hạnh trên, hành giả cần phải giữ giới luật, đó là ngũ giới, không sát sanh, không lấy của người khác làm của mình, không tà dâm, tức một vợ một chồng nhưng cần phải tiết độ, rồi đến lúc cần phải tận diệt nhân dục thì mới có thể bước lên đường giải thoát hoàn toàn được. Không được dối gạt người khác và không được sai xưa làm mất lý trí. Đây là con đường của nhân đạo, tương ứng với nhân, nghĩa, lễ, trí và tính của Khổng giáo. Những bậc xuất gia cũng có giới luật riêng của mình để đúng với đời sống phạm hạnh của bậc xuất gia. Còn một điều quan trọng khác nữa là hành giả cần phải ăn chay trường. Tuy hơi khó ăn ở giai đoạn đầu, nhưng hành giả cứ tập, rồi từ từ sẽ quen thôi. Bản thể của hành giả đã vay nợ của chúng sanh quá nhiều rồi, và bây giờ là lúc phải trả lại. Rồi hành giả mới có thể nhẹ nhàng mà cất bước vào đường giải thoát được. Trả lại bằng cách tu luyện, thanh lọc và cầu nguyện cho những phần oan nghiệt kia sớm được siêu thoát khỏi vùng tối tăm trong ngục tù của bản thể mình, để bản thể được nhẹ nhàng mà dễ tu tiến. Những nợ cũ chưa giải hết mà hành giả còn đưa thêm máu thú, điển thú vào bản thể này thì làm sao mà giải cho kịp? Khi máu thú vào bản thể này thì thú tính nổi lên, bao nhiêu thoái hư tật xấu cũng trùng trùng nổi lên, và do đó con đường đạo của hành giả có thể bị chìm luôn. Chỉ có những vị đạt được trình độ điển quang cao và mở huệ nhãn để có thể thấy hồn con thú và biết rõ cái nghiệp quả của nó như thế nào, và có đủ lực để dẫn tiến nó thoát khỏi sự đau khổ tối tăm của kiếp thú, thì mới có thể ăn vì mục đích cứu độ nó xuyên qua cái xá vệ quốc của hành giả đó. Còn nếu không, hành giả sẽ bị đòi nợ và bị khảo đạo đến có thể ngã quỵ luôn giữa đường. Nói tóm lại, hành giả khi thực hành pháp thiền tịnh trực đáo chân tâm, ngoài việc công phu luyện đạo hàng ngày, cần phải có những đức hạnh như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn vân vân để giảm bớt những oan nghiệt, đốn chặt những chông gai trên bước đường tu giải thoát của mình. Hành giả phải thực hành đủ tam công, công phu, công quả và công trình thì mới có kết quả màu nhiệm trên bước đường tu niệm của mình. Hành giả luyện đạo, tức công phu, để thanh lọc bản thể và mở trí hướng thượng. Công quả giúp người cứu vật, chia sẻ lời đạo với tha nhân, lời cầu nguyện chân thành gửi đến tha nhân để mở tâm bi, khai mở tình thương trong chính hành giả. Công trình là lập hạnh, giữ giới, nhẫn nhục, chịu đựng để tiến hóa. Đó là hành giả đang thể hiện cái dũng nơi hành giả. Sự phát triển bi trí dũng trong hành giả là một chuỗi dài tiến hóa không ngừng nghỉ để vượt qua nhiều tầng số,
cho đến khi trở về nguồn cội thật sự của mình. Chú thích: thất tình lục dục là màn lưới vô cùng kiên cố, nó giam giữ hành giả hằng bao nhiêu kiếp trong vòng sanh tử luân hồi này. Hành giả cần phải buông nó từ trong chiều sâu của cõi linh hồn mình thì mới có thể siêu xuất về Phật được. Nếu hành giả dục nhiều sẽ hao mòn tam bổ và khó mà luyện đạo đến thành tu được. Và do đó, hành giả cũng không thể nào giải thoát khỏi thế giới sinh tử luân hồi được. Chú nguyện: nguyện là phát tâm nguyện sanh qua quốc độ của Đức Phật A-di-đà. Nơi này không còn nỗi khổ đau của sanh, lão, bệnh, tử bức bách như ở cõi trần này nữa. Và cũng từ nơi này, hành giả sẽ tiếp tục cuộc hành trình tiến hóa của mình trong tần số khác đầy nhiễm màu của cõi thanh nhẹ ở thượng giới. Hành giả đã biết thế gian là cõi tạm, mọi sự việc gì trên cõi đời cũng đều giả tạm. Hành giả đã đến thế gian này và chỉ vỏn vẹn mang theo quyển sổ thiên thư, ngoài ra không có gì cả. Hãy nhìn lại, hành giả đã vào đời bằng một hình thể trần truồng của một hài nhi, nhờ tinh cha huyết mẹ và các điều kiện của trời đất mà hình thành thân xác và cuộc sống của mình. Rồi năm tháng trôi qua để hành giả phải diễn lại những gì đã ghi sẵn trong quyển sổ thiên thư kia. Hành giả hoàn toàn không có chủ quyền gì cả. Hành giả nào có muốn mình phải bị bệnh hoạn và già chết đâu, nhưng làm sao tránh khỏi được cái khổ đau tất định đó? Không những cái thân này là giả tạm, mà ngay cả cái tâm cũng vô thường biến đổi không cùng. Huống chi những bả vật chất bên ngoài, cho dù đó là tôn giáo của mình, tập đoàn của mình, đền đài tự viện của mình, và hành giả đã hao tâm tốn sức để gầy dựng nên, cũng không thể nào thoát khỏi cái định luật vô thường của trời đất. Nếu tâm tư của hành giả không thức giác, còn dính chặt vào thế giới vật chất này, thì không thể nào siêu xuất về cõi Phật được. Hành giả đang đi trên con đường giải thoát và nguyện siêu xuất về Tây Địa, thì không nên quá say đắm vào những bả vật chất của thế gian giả tạm này. Hành giả đã từng vì cái thân này mà ngủ quên hằng bao nhiêu kiếp và đã trầm luân vào các cõi mịt mù không biết bấy nhiêu lần. Nay đã ngộ được ánh sáng A-di-đà rồi. Hành giả hãy buông bớt những ràng buộc của trần thế để phát nguyện trở về với Ngài, bắt đầu lại con đường phản bổn quy nguyên, nhận rõ được chân tướng của thế sự phù du để thoát ly khỏi sanh tử luân hồi. Mọi việc làm của hành giả trong cuộc sống hàng ngày cần được hiểu như là những bài học, những phương tiện để hành giả có cơ hội va chạm, học hỏi và quán thông những khía cạnh vận chuyển của định luật nhân quả có liên hệ đến đời sống cá nhân hay tập thể của hành giả, và để góp phần vào cuộc hành trình tiến hóa của hành giả, chứ không phải để hành giả bị lụy vào đó, rồi khiến cho tâm của mình lúc nào cũng bị dính chặt vào những hiện tượng vật chất biến đổi và trầm luân không ngừng đó, thì hành giả không thể nào siêu xuất về cõi Phật được. Nhân thân nan đắc, hành giả đã trải qua biết bao cuộc thăng trầm luân chuyển trong chu trình tiến hóa mới được làm thân người như ngày nay, thì hãy cố gắng phát triển cái thượng trí trong thân người của mình để trở về với Phật. Những gì hành giả có ngày hôm nay chưa chắc sẽ có cái đó vào ngày mai, bởi vì do sự tác động của định luật nhân quả vô thường đưa đến để hành giả phải trả nghiệp vì những nhân sai lầm mà hành giả đã gieo trong quá khứ. Điều này có thể khiến hành giả bị mất nhân thân trong những kiếp kế tiếp và phải rơi vào vùng tối tâm sa đọa, thì làm sao có cơ hội nữa để gặp được Phật Pháp hoặc gặp được ánh sáng của Đức A-di-đà. Vì vậy,
hành giả cần phải cố gắng nguyện trong một kiếp này phải tu để về đến cõi tịnh của Đức A Di Đà, để mình có cơ hội tiến hóa chắc chắn hơn ở cõi Ta Bà này. Đó là thuận đạo, là con đường gần nhất của một giai đoạn tiến hóa mà hành giả cần phải đi đến, nhất là trong kỳ hạ nguân mạt tận này. Mọi việc gì ở cõi Ta Bà này đều được gác lại để chỉ nguyện sanh về thế giới cực lạc của Đức A Di Đà trước hết. Lời phát nguyện rất quan trọng, nó sẽ dẫn hành giả về đến cửu phẩm liên hoa nếu lời nguyện đó được làm tròn. Còn không, hành giả sẽ bị giam giữ mãi nơi chốn trầm luân đau khổ để thực hiện cái nguyện đó trong vô vọng. Lúc đó, lời nguyện không còn là lý tưởng Bồ Tát nữa, mà nó trở thành cái nghiệp, khiến cho hành giả như đang đi trong mơ. Mơ rằng mình đang khoác lên người chiếc áo lý tưởng rất cao đẹp, nhưng thực ra hành giả đã mất hướng đi và con đường trở về nguồn cội dịu vợi xa xăm, không còn biết đâu mà tìm tới. Đó là hình ảnh của một bài nguyện mà đa số hành giả Phật giáo trong thời công phu sáng đều tụng đọc lời nguyện rằng: ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Cuộc đời ngũ trược tội lỗi này, tôi xin nguyện vào trước. Và nếu như có một chúng sanh nào chưa thành Phật, tôi thề không bao giờ an hưởng ở chốn nê hoàng, tức niết bàn. Nê hoàng ở đây chính là nê hoàng cung, là niết bàn tạm thời của hành giả ngay tại bản thể này. Nơi đó chính là Hà Đồ, là đỉnh đầu của hành giả. Tại sao gọi là niết bàn tạm thời? Khi hành giả gom được thần, trụ được tâm ngay tại đỉnh đầu, thì hành giả đánh bay được những tạp niệm và kinh nghiệm tâm linh siêu đẳng sẽ xảy đến cho hành giả. Mọi thành phần trong bản thể đều được soi sáng dưới ánh sáng thiêng liêng của chân ngã. Và hành giả sẽ có một cảm giác an lạc không thể nào diễn tả bằng ngôn từ được. Đó là niết bàn, nhưng vì vẫn còn qua cái cảm giác của bản thể vật chất này, nên nó chỉ là niết bàn tạm thời. Tuy nhiên, từ nơi đây hành giả đã có khả năng rất nhiều để về được đến cõi Phật, cõi niết bàn vĩnh cửu. Khi trụ tâm gom thần về tới nê hoàng là hành giả đã bắt đầu gom được chân dương chánh khí của càn khôn vào bản thể của hành giả, và con đường đi về Phật không còn xa nữa. Vì vậy, trên bước đường đi đến giải thoát, hành giả cần phải về đến nê hoàng trước. Để hòa hợp với chủ nhân ông của bản thể này thì hành giả mới có thể làm chủ được mọi thành phần, mọi tầng lớp chúng sanh trong bản thể của hành giả. Rồi từ đó, nhờ vào quyền năng và ánh sáng trí tuệ của Đức A Di Đà, qua sự trì niệm của hành giả mới có thể trở lại thực hiện và hoàn tất lời nguyện đó của mình cho chúng sanh trong bản thể của chính mình trước hết. Khi chưa độ được chúng sanh trong bản thể của mình, mà hành giả cứ cho rằng mình phải đi độ chúng sanh ở ngoài mình, và nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì mình thề không bao giờ về chốn nê hoàng, tức niết bàn vân vân, đó là một điều sai lầm. Biết đến bao giờ chúng sanh ở ngoài hành giả thành Phật hết cho được? Khi hành giả còn đam mê mà cứ cho rằng mình giác và đi theo cái nguyện đó ra bên ngoài, không những không cứu giúp gì được cho chúng sanh mà còn vướng lấy cái nghiệp vào thân, vì bị trầm luân vĩnh viễn theo chúng sanh bên ngoài đó mà thôi. Khi một hành giả còn đang mê, tất nhiên chúng sanh trong bản thể của hành giả đó còn đang bị tù đày mê muội, và nó tiếp tục khảo đảo hành giả đó mọi bề, thì làm sao mà hành giả có thể đi độ chúng sanh ở ngoài mình cho được? Và còn nữa, lục căn tinh khí thần của hành giả chưa gom được, ngôi nhà của bản thể, nơi nương tựa duy nhất của linh hồn mình trong cõi trần này, vẫn còn tối tăm, ô trược và đầy oan nghiệp. Và ngũ ma đang nhập thể để điều khiển hành giả, thì làm sao hành giả
có thể đi độ chúng sanh ở bên ngoài mình cho được. Trên bước đường tiến hóa, nếu hành giả không về đến Ê Hoàng được thì nhất định phải bị rơi xuống vùng Lạc Thư, và có khi còn rơi xuống tận vùng A Tỳ nữa. Đó là nơi ngự trị và chi phối của ma giới. Đó có nghĩa là gì? Là hành giả bị giữ trong màn lưới của thất tình lục dục, của danh lợi, của kiêu căng ngạo mạn, của tham sân si, vân vân. Còn chân dương chánh khí của càn khôn là gì? Đó là thần, thánh, tiên, Phật và chân lý tối thượng hay đạo. Mỗi hành giả trong thanh tịnh nhìn lại mình cho kỹ sẽ thấy mình đang đi đến cõi giới nào rồi. Vì những lẽ đó, trên bước đường phản bổn quy nguyên, hành giả nhất định phải về đến Ê Hoàng trước. Hành giả cần nhờ vào ánh sáng trí tuệ và quyền năng thiêng liêng của Đức A Di Đà soi đường, dẫn lối để đưa hành giả ra khỏi mê đồ trận của cõi hồng trần và về đến Ê Hoàng trước. Rồi từ đó hành giả có thể nương theo âm ba huyền bí và ánh sáng thiêng liêng của Lục Tự Di Đà, qua sợi xích thằng vô biệt niệm của hành giả mà thẳng về cõi tịnh của Đức A Di Đà. Và khi hành giả được về Phật như vậy, chúng sanh trong bản thể của hành giả cũng được thăng hoa tiến hóa và được giải thoát khỏi cái ngục tù tối tăm đã từng giam hãm chúng bao kiếp qua. Rồi hành giả sẽ bắt đầu cuộc hành trình tiến hóa khác, và lúc đó hành giả sẽ có những lời đại nguyện đúng với khả năng tâm linh của mình, đầy lòng từ bi và trí tuệ, và hành giả cũng sẽ thấy rõ kết quả của việc làm thực hiện lời đại nguyện của mình như thế nào. Chú thích: chúng sanh trong bản thể là một hiện tượng có thật, từ lục căn cho đến những thành phần khác, trong đó có cửu huyền thất tổ và những phần oan nghiệt của hành giả nữa. Trong lúc thanh tịnh hoặc nhập định, hành giả có dịp thấy rõ. Vì vậy người tu trước tiên phải cứu tất cả những thành phần đó, vì nó liên hệ trực tiếp với hành giả, rồi mới được nhẹ nhàng mà ra đi. Nếu hành giả đắc đạo khi còn mang xác phàm, thì phần siêu linh của bản thể hành giả sẽ là lầu đài cung điện hoặc quốc độ, và những chúng sanh trong bản thể của hành giả sẽ là thần dân trong quốc độ, trong cung điện đó của hành giả. Qua kinh nghiệm thực chứng, các bậc hành giả tiền bối cũng đã từng nói rằng, khi một người đắc đạo tại thế gian thì tại cõi tịnh độ, một hoa sen nở ra để dâng hiến chỗ ngồi. Đó là phần thưởng từ cõi quyền linh của hành giả, và hành giả có thể đem hết những thành phần của hành giả từ bản thể đắc đạo về để hợp thể với phần đền đài quốc độ trong cõi vô vi và an trú tại đó. Đó là thực tướng của Niết Bàn, chứ hành giả cứ cho rằng Niết Bàn là hư vô, là không không, tịch diệt, là không có gì hết, thì hành giả tu hành khổ luyện để làm gì? Không không, không có gì hết, đó là giai đoạn tu luyện của hành giả đến mức độ không còn những vô minh mê muội nữa. Đó là hành giả đã đạt đến cảnh giới sắc tức thị không. Và chính từ chỗ chân không tuyệt đối đó, diệu hữu liền phát sanh. Và bây giờ hành giả đạt đến cảnh giới của không tức thị sắc. Sắc của giai đoạn này không phải là sắc của giai đoạn mà hành giả đang tu luyện nữa, vì nó đã trở nên cực thanh, cực tịnh, cực an, cực lạc. Nó là diệu hữu, là thực tướng của Niết Bàn, là cảnh giới huyền linh đầy vi diệu, không ngôn từ nào của thế gian có thể diễn tả được. Vì vậy, trong kinh thường nói đó là cảnh giới bất khả thuyết hay bất khả tư nghì. Hành giả thường thấy trong kinh Đại Thừa, mỗi lần Đức Phật thuyết pháp, những vị thần Atula, vua thần Đế Thích dẫn hàng ngàn hàng vạn quyến thuộc đến để nghe Phật thuyết pháp. Hành giả cho rằng từ đâu mà họ tìm ra nhiều
bà con quyến thuộc như thế. Tất cả đều là chúng sanh trong bản thể của các vị đó, do các vị tu hành đắc đạo mà đem về. Tất cả đều cùng một nguyên lý mà thôi. Ngũ ma, ngũ hành, ngũ uẩn. Nếu hành giả để những loại ma này nổi dậy trong bản thể thì chúng liền ngự trị và sai sử hành giả. Khi hành giả đạt đến cảnh giới sắc tức thị không, thì đồng thời ngũ uẩn, tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức được quy thể và hành giả có thể tề trị được ngũ hành. Chú ý, những điều giải thích trên hoàn toàn thuộc lãnh vực vô vi. Hành giả đừng hiểu những điều đó qua trí phàm hữu vi của mình, mà cần phải thực hành rồi từ từ sẽ được khai mở, rồi hành giả sẽ tự hiểu, và cái hiểu đó mới chắc chắn được. Phần thứ ba, phương pháp thiền tịnh trực đáo chân tâm. Khi Đức Phật còn tại thế, con người và hoàn cảnh lúc đó chưa bị ô nhiễm nhiều, nên đa số hành giả có cơ duyên gặp được Phật đều được khai ngộ trong tần số của họ, mà không cần phải khổ luyện như những hành giả thời sau này. Lúc đó, hành giả chỉ cần y cứ theo những điều Phật dạy như tứ diệu đế, bát chánh đạo, giới định huệ, vân vân mà tu hành. Ngoài ra, hành giả còn có thể tĩnh tọa hoặc chiếu vào nội thể để đạt ngộ mà không cần đi vào chi tiết từng pháp môn. Đến khi thiền được truyền sang Trung Hoa, ngay ở giai đoạn đầu đã có sự thay đổi trong phương pháp tu luyện. Vào thời kỳ này, ngoài việc tĩnh tọa mặc chiếu vào nội thể, hành giả thiền đôi khi còn phải trải qua một cuộc điểm đạo và giải oan nghiệt đầy ly kỳ và máu lệ để được đặt ngộ, như câu chuyện thần quan chẳng hạn. Qua đời Tống, số người học thiền càng lúc càng đông, nhưng con người và hoàn cảnh càng ngày càng bị ô nhiễm bởi trược nghiệp. Tuy số người tu học rất đông, nhưng lại lười biếng, mất phương hướng, nên ít ai ngộ được đạo. Vì vậy, vị thiền sư mới đưa ra pháp thiền công án. Phép thiền này tương đối có hiệu nghiệm trong việc gom thần trụ ý khi hành giả chú tâm vào để tham khảo một công án. Và ngày qua ngày, do sự cố gắng gom toàn thần lực vào công án, hành giả có thể rơi vào trạng thái định để sẽ được khai ngộ và vượt thoát màn vô minh. Tịnh độ giáo cũng được phát triển vào thời này, và có rất nhiều hành giả đạt được giải thoát qua pháp môn tịnh độ. Những điểm được trình bày trên cốt để hành giả có một cái nhìn tổng quát về pháp môn của từng giai đoạn mà các vị xưa đã nhìn thấy được nhu cầu khẩn thiết của hành giả đang sống trong thời kỳ đó, mà triển khai và ứng dụng những pháp môn thích đáng để hỗ trợ cho việc tu tiến của hành giả sao cho đúng với con đường đạo, con đường tiến hóa tự nhiên của trời đất. Và cũng chính để hành giả nhìn lại mình, nhìn lại pháp môn mà mình đang tu theo còn đáp ứng được nhu cầu khẩn thiết trên con đường tiến hóa tâm linh của mình nữa không. Rồi từ đó hành giả sẽ phân tìm ra cho mình một hướng đi, một pháp môn hay một phương tiện đúng để tu học cho kịp cơ tiến hóa kỳ này. Sự thật, các đấng thiêng liêng bề trên đã theo thiên ý mà đưa xuống thế gian nhiều pháp môn tu luyện trong kỳ hạ nguyên mạt tận này. Trong đó có pháp thiền luyện mạng, huyền môn yoga, mật tâm Tây Tạng để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết cho đời sống tâm linh của chúng sanh nhân loại dưới gầm trời hạ giới giữa giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này. Và trong mấy thập niên qua, có rất nhiều hành giả đã tu luyện và đạt đạo để trở về nguồn cội của mình. Nhưng đến bây giờ, hành giả đã thấy thật là khó khăn cho những hành giả mới bắt đầu tu luyện theo những pháp môn đó.
Vì cơ vận chuyển để chúng sanh, nhân loại phải bị khảo đảo, trả nghiệp càng lúc càng đến cận kề. Và vì sự tác động của khối trượt từ bên ngoài quá mạnh, mà nó lại ứng hợp vào biển nghiệp bên trong bản thân của hành giả, nên khiến hành giả khó bề ngồi yên để tu luyện theo những pháp môn của mấy thập niên qua. Chỉ từ điểm này thôi, hành giả có thể thấy rằng, cho dù mình có tu luyện theo những pháp môn có thể nói là đúng với cơ đạo đi nữa, cũng đã thấy rất khó thành đạt rồi. Huống hồ hành giả vẫn khư khư ở trong cái vỏ cố chấp của mình, thì làm sao thấy được những điều siêu diệu trong sự vận chuyển của cơ đạo và những nguy cơ trùng trùng đến với hành giả trong những năm tháng cuối cùng của cơ mạt tận này. Những kinh kệ, chuông mõ, cúng kính, vân vân là bước sơ đẳng cho những hành giả mới bước vào cửa chùa, chưa biết đến sự quan trọng của đời sống tâm linh và chưa biết làm thế nào để đạt đời sống tâm linh của mình. Nhưng đến một lúc nào đó, hành giả cần phải buông hết mọi thứ đó và buông ngay cả cái âm thanh sắc tướng trong lòng hành giả nữa để đi vào tâm pháp thật sự, thì hành giả mới có thể đạt được đời sống tâm linh vĩnh cửu trên con đường đạo của mình. Còn trà thiền, hoa đạo, thơ đạo v.v. chỉ là những biểu lộ của những nét văn hóa đặc biệt trong đời sống hàng ngày của những hành giả có khuynh hướng nghệ thuật thiền mà thôi. Nó không những không giúp được gì cho hành giả trên con đường phản bổn quy nguyên, mà đôi lúc còn là chướng ngại trên bước đường giải thoát của hành giả nữa là khác. Ngay như những phương pháp thiền như quán hơi thở, quán niệm, tứ niệm xứ, v.v. Nếu hành giả không được cái khuyết chân truyền để khai phá, gội rửa màn vô minh trong hành giả, thì những pháp đó cũng chỉ có thể ru ngủ tạm thời trên lục căn và khối nghiệp vô vi trong bản thể của hành giả mà thôi. Với những phương tiện thô sơ đó, làm sao hành giả có thể vượt sông mê mà về bến giác cho kịp cơ tiến hóa của buổi hạ nguyên tận mạc này cho được? Vì vậy, hành giả đi hoài mà chẳng thấy đến, chèo mãi mà không thấy bến giác đâu cả. Và dù có thấy bến giác đi chăng nữa, đó cũng chỉ là bến giác trong trí phàm và lý luận qua kinh sách hữu vi của hành giả mà thôi. Bởi vậy, người xưa có nói, tích niên hành xứ, thốn bộ bất di. Từ thuở nào đã từng bước đi, nhưng chưa bao giờ rời chỗ đó được một tấc. Đó là hiện tượng những hành giả tu theo hữu vi, theo âm thanh sắc tướng nối tiếp từ thế hệ này đến thế hệ khác. Và mặc dù hành giả đó trong lời cầu kinh tụng niệm hằng ngày vẫn ước nguyện đạt đến Niết Bàn, đến Tây Phương Cực Lạc, nhưng có hành giả nào tu theo kiểu này mà đạt đến những cõi đó được đâu? Muốn đạt đến Niết Bàn, muốn về Tây Phương, phải chăng hành giả cần phải tiến xa hơn nữa trong việc tu luyện của mình? Đó là hành giả cần phải vượt qua giai đoạn tu theo âm thanh sắc tướng, đi thẳng vào tâm bằng một pháp môn thích ứng với giai đoạn hiện tại của hành giả để gội rửa, tẩy trừ những đám mây mù vô minh nghiệp lực để chân tâm được ló dạng. Và khi chân tâm được ló dạng, con đường về Phật của hành giả không còn xa nữa. Một pháp môn cuối cùng cho buổi hạ nguyên mạt kiếp này là hồng ân của bề trên đã ban xuống cho chúng sanh để cứu rỗi cấp kỳ những phần tâm linh nào đang hướng thượng tìm về nguồn cội của mình. Thiền tịnh trực đáo chân tâm là một trong những pháp môn cuối cùng, thích hợp cho mọi hành giả, mọi căn cơ, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào hành giả đều có thể thực hành được. Hành giả hãy buông bỏ bớt những tạp niệm của cuộc sống hàng ngày và thử áp dụng pháp môn này với sự thành tâm thiện chí của mình. Trong một thời gian ngắn, hành giả sẽ cảm thấy tâm được an, nhẹ nhàng và an lạc trước mọi biến chuyển, khổ đau của trần thế. Và nếu hành giả tiếp tục thực hành pháp môn này, cả
càng lúc sẽ càng được an nhiên tự tại trên bước đường đi đến giải thoát. Mục tiêu cuộc hành trình tiến hóa của hành giả ở cõi thế gian này. Mỗi đêm vào giờ Tí, giữa đêm, là giờ giao hòa giữa âm và dương, là giờ thanh tịnh nhất, lúc vạn vật đang chìm đắm vào cơn tĩnh lặng, và giờ rất thích hợp cho việc công phu luyện đạo của hành giả, nhất là hành giả mới bắt đầu tu luyện. Dù ở tại chùa hay tại nhà, hành giả chỉ cần tìm một nơi thích hợp, nơi này không nhất thiết phải là trước chánh điện, hoặc ở trước bàn thờ Phật, mà phải là nơi thanh tịnh để tạo thêm điều kiện tốt cho việc tu luyện của hành giả lúc ban đầu. Hành giả ngồi thật ngay ngắn, chắp tay hướng về trời cao, thẳng đến Tây Phương, cầu xin sám hối tội lỗi và nghiệp chướng của mình. Nghi thức tuy đơn giản, nhưng rất cần thiết đối với hành giả mới bắt đầu tu luyện theo pháp thiền tịnh trực đáo, chân tâm. Đến khi thuần thục rồi thì đi, đứng, nằm, ngồi, chỗ nào cũng là đạo tràng, nơi nào cũng có thể tu niệm và hành đạo được. Lời nguyện trong lúc sám hối do mỗi hành giả tự nguyện lấy, vì mỗi hành giả biết rõ mình đã tạo tác tội nghiệp gì và mức độ của tội ấy ra sao. Điều quan trọng ở đây là hành giả phải thành khẩn từ trong tim não của mình, thì ánh sáng chân ngã trong hành giả mới có thể chiếu sâu vào vùng tội lỗi nghiệp chướng đó được. Và một khi ánh sáng chân ngã chiếu rọi vào vùng tội lỗi nghiệp chướng đó, bóng tối vô minh liền tan biến, hành giả sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và sáng suốt trên bước đường tu học của mình. Lời nguyện chung được đề nghị có thể là Nam Mô A Di Đà Phật ba lần mật niệm. Tội hồn con tên là, tức xứng họ tên. Xin đảnh lễ Đức Tây Phương A-di-đà Phật, mười phương chư Phật, chư vị thiên liêng ba cõi. Con từ thuở đến thế gian này để học hỏi tiến hóa, liền bị màn vô minh che lấp chân tánh, nên con không phân biệt được đường chánh nẻo tà, đường thiện nẻo ác. Vì vậy con đã tạo ra không biết bao nhiêu là oan nghiệt. Từ kiếp này đến kiếp khác, từ cuộc sống này đến cuộc sống khác, đến nay là cơ tận đời tàn, mà con phải bơi lội qua cái biển nghiệp mênh mông đó của con, không biết bao giờ mới về được bến giác. Cúi xin Đức Từ Phụ A-di-đà, mười phương chư Phật, chư vị thiên liêng ba cõi từ bi tha thứ và hóa giải tội lỗi nghiệp chướng cho con, và xin ơn trên ban cho con sự sáng, cho con tiếp tục con đường tu học để được trở về nguồn cội, trở về với Đức Từ Phụ A Di Đà. Con xin thành tâm sám hối. Lời nguyện trên chỉ là lời nguyện đề nghị cho những hành giả sơ cơ tu theo pháp thiền tịnh trực đáo chân tâm mà thôi. Tùy theo mỗi hành giả và giai đoạn tu học, lời nguyện có khác. Khi qua một giai đoạn tu học, hành giả sẽ tự hiểu nên nguyện như thế nào. Hoặc hành giả có thể được những hành giả đi trước chia sẻ những kinh nghiệm đó với hành giả. Khi nguyện, hành giả nhớ phải gom thần trụ ý tại đỉnh đầu, dứt hết mọi tạp niệm và thầm nguyện bằng tư tưởng. Không nên nguyện ra lời vì khẩu khai ác thần khí phải tán. Hành giả cần tập trung mọi tư tưởng, mọi ý niệm tại đỉnh đầu để chuyển lời nguyện đó đi vào cõi huyền linh của Phật thì mới có hiệu quả. Hành giả không nên xem thường bất cứ mỗi cố gắng nào dù nhỏ nhất để thực hiện con đường tâm linh của mình. Mỗi hành động, mỗi lời nguyện của hành giả tuy được thực hiện qua hình thức hữu vi nhưng đều được ghi vào quyển sổ thiên thư kia trong vô hình như đã nói ở phần trước.
hành giả như con chim nhạn vượt trường không, hình ảnh, hành động của nó đều được lưu giữ trong dòng sông kia. Với lòng chí thành của hành giả, nhất định Đức Từ Phụ A-di-đà và chư vị thiên liêng từ cõi vô vi sẽ hiểu rõ, chứng giám cho hành giả. Mọi việc trên bước đường cầu đạo giải thoát của hành giả chắc chắn được sự che chở và hướng dẫn đến nơi đến chốn. Thứ hai, thường niệm Lục Tự Di Đà. Nguyện xong, hành giả ngồi thật thẳng lưng trong bất cứ tư thế nào mà hành giả thấy thoải mái. Nhưng lưng phải thật thẳng, không được khom, cong hoặc nghiêng về bất cứ phía nào. Ngồi thẳng lưng xong, đôi mắt khép lại, răng kề răng, co lưỡi lên đụng đốc vọng, kế hàm răng trên, gom thần trụ ý tại trung tâm đỉnh đầu và mật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Động tác răng kề răng như dựng lên hàng rào, tức lang thuẫn, ngăn cản không cho những lực lượng từ ngoại giới có thể đột nhập vào. Nó còn có tác dụng bí mật khác trong việc tu luyện ở phần thượng tiêu của bản thể hành giả. Hành giả có thể tự cảm nhận điều này khi tu luyện đúng mức ở phần đó. Còn động tác co lưỡi lên đụng đốc vọng gần hàm răng trên sẽ khiến hai luồng điển âm dương trong bản thể hành giả có thể giao hòa với nhau, giúp hành giả dễ trụ được tâm, an được ý, và còn giúp cho hành giả thanh lọc được nước miếng trong miệng của mình, trở thành thanh thủy để cung ứng trở lại cho bản thể những giọt nước ngon ngọt như cam lồ thủy. Các hành giả tu thiền khi xưa gọi đó là hầu trung cam lồ nguyên nguyên nhuận. Hành giả tu luyện pháp này có thể ứng dụng nó vào những lúc ngặt nghèo trong những ngày đại nạn sắp xảy ra của quân mạc tận này. Những dẫn giải trên là cốt để tăng thêm sự hiểu biết và sự tin tưởng vào pháp mà hành giả đang thực hành. Hành giả đừng bận tâm vào đó. Điểm chính ở đây là gom thần trụ ý tại đỉnh đầu, đôi mắt khép lại và từ nơi tam tinh, chính giữa hai chân mày ngó thẳng vào khoảng không gian trước mặt hành giả bằng ý lực phát ra từ bản thể của hành giả. Răng kề răng qua lưỡi lên đụng đốc vọng kế hàm răng trên và mật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm liên tục không cho những vọng tưởng và tạp niệm khác dấy lên. Trong khi mật niệm quên hết mọi thứ bên ngoài, ngay cả bản thân của hành giả, chỉ còn nhớ trên đỉnh đầu với âm ba của Lục Tự Di Đà. Trong tư thế thật thoải mái, hành giả nhớ chứa đầy dưỡng khí trong bụng, thở ra thật chậm cho hết bầu khí vừa mới hít vô đó. Hành giả nhớ hít vào bao nhiêu thì thở ra cũng bấy nhiêu, trong khi âm ba của Lục Tự Di Đà cứ tiếp tục trên đỉnh đầu. Hành giả đừng để ý niệm tư tưởng của mình rời khỏi đỉnh đầu một khoảnh khắc nào. Nếu lỡ bị rời thì phải kéo lại liền, bằng không những tạp niệm khác trùng trùng khởi lên và hành giả sẽ bị kéo ra khỏi con đường của chánh đạo. Mọi ý niệm, mọi tư tưởng đều phải được gom hết về đỉnh đầu, hòa vào trong âm ba huyền bí của Lục Tự Di Đà, thì hành giả sẽ không còn bị tạp niệm nữa. Mỗi đêm hành giả cố gắng công phu như vậy khoảng 2 tiếng đồng hồ hoặc hơn nữa, tùy ở hành giả. Tuy nhiên, hành giả mới bắt đầu với phương pháp này cần phải tập từ từ trong 3 hoặc 4 tuần lễ mới có thể quen được. Chú thích: các hành giả thiền luyện mạng, huyền môn và mật tâm đều xem vùng tam tinh, tức ấn đường, là cái nôi của tâm linh, nơi bản thể của hành giả. Khi nói cái nôi của tâm linh này nằm ở vị trí trên vùng tam tinh của bản thể hành giả là bởi vì hành giả nhận thấy nó qua cái cửa ngõ tại đó nên nói ở đó. Kỳ thực khi hành giả trụ đủ lực, gom đủ thần để khai thông chỗ đó, thì hành giả thấy cả một quả sáng vi diệu, và ngay cả bản thể của hành giả cũng nằm trong quả sáng vi diệu đó. Quả sáng đó chính là quả chân tâm, như như bất động, còn những hiện tượng ngũ uẩn trong đó
gồm có tinh thần và vật chất, luôn luôn biến dịch không ngừng nghỉ theo chiều hướng tiến hóa để quy không của chúng. Nếu hành giả đi đúng con đường của đạo, định luật tiến hóa của trời đất, hiện tượng ngũ uẩn này chính là vô minh, là nghiệp, là đấng mây mù khiến cho hành giả không nhìn thấy được chân tâm của mình. Hành giả càng gom nhiều tri thức từ các pháp hữu phi chừng nào, thì cánh cửa vô vi để đi vào chân tâm ngay tại vùng tâm tinh nơi bản thể của hành giả càng bị đóng chặt chừng đó. Và mỗi khi những thức tình lục dục trong hành giả nổi lên, cánh cửa đó lại bị đóng chặt thêm nữa. Muốn mở cánh cửa vô vi đó để bước vào cõi chân tâm, hành giả cần phải xa lìa mọi vọng tưởng, vọng tình của thế gian, và cũng phải xa lìa mọi tìm kiếm cái tâm của mình qua các pháp hữu phi như sách vở thiền, tam tạng giáo điển vân vân, mà phải đi thẳng vào thực hành của tâm kinh, của vô tự chân kinh. Nói một cách đơn giản là hành giả phải gom cái lực vào nguồn sinh lực ánh sáng từ lĩnh vực vô vi trong bản thể của hành giả để đẩy mạnh cánh cửa vô vi đang bị đóng chặt đó ra, thì hành giả mới có thể đi vào cõi chân tâm được. Cõi chân tâm của hành giả ví như tiểu thái cực trong bầu thái cực, nó có liên hệ với nhau mật thiết và kỳ diệu vô cùng. Tuy ở trình độ tiến hóa tâm linh chừng nào của hành giả thì cõi chân tâm này sẽ hòa vào thái cực chừng đó. Và khi chân tâm của hành giả được hòa tan đến đâu thì diệu hữu của tần số đó trong bầu thái cực vô tận liền hiện ra trong chân tâm của hành giả đến đó. Vì vậy, những hành giả đạt được trình độ tâm linh cao có thể dùng ý chí của mình để gửi một thông điệp vào cõi vô vi mà hành giả đó muốn. Và thông điệp đó sẽ được trả lời ngay, và hành giả có thể sẽ nhận được linh ảnh vi diệu của chư Phật, chư thiên liên từ bầu thái cực vô cùng kia hiện về trong chân tâm của hành giả để tâm tâm tương ứng và chỉ dạy cho hành giả đó. Khi hành giả trụ được thần, gom được ý tại trung tâm đỉnh đầu và qua sợi xích thần vô biệt niệm của hành giả, thì nguồn sinh lực ánh sáng siêu nhiên A-di-đà sẽ dồi dào ban xuống cho hành giả, và hành giả có thể gom cái thần lực đó mà phóng thẳng sang ngay nơi vùng tam tinh để đẩy mạnh cánh cửa vô vi đó và bước vào cõi chân tâm của hành giả. Khi hành pháp, hành giả nhớ phải nhìn thẳng vào bầu thái cực vô cùng, tuyệt đối không nhìn xuống sống mũi hoặc xuống đất. Hành giả không nên niệm ra tiếng, mật niệm bằng tư tưởng sẽ có đủ huyền linh để khai phá bản thể của hành giả và để đi vào cõi vô vi hơn. Thứ ba, vô biệt niệm lục tự A-di-đà. Lúc hành giả chưa đạt được vô biệt niệm, khi làm việc, tính toán hoặc suy nghĩ về một vấn đề gì, có thể bị gián đoạn niệm lục tự. Nhưng sau đó cần phải niệm lại ngay, bất cứ thì giờ nào trống, hành giả niệm lục tự Di Đà liền. Đừng để tạp niệm xen vào. Cứ như thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, hành giả sẽ đạt được vô biệt niệm. Khi đó, hành giả đi, đứng, nằm ngồi trong giấc ngủ, trong lúc làm việc đều có âm ba lục tự Di Đà tự động khởi lên đỉnh đầu của hành giả. Trong khi hành giả vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt như thường lệ, không có gì trở ngại, và tinh thần an lạc, minh mẫn vô cùng. Đôi khi trong thanh tịnh, hoặc lúc hành giả phải ứng phó với khối trược của cộng nghiệp từ bên ngoài đưa đến, hành giả sẽ cảm thấy toàn thân của mình đều vang lên tiếng niệm Phật. Đó là những thành phần chúng sinh trong bản thể của hành giả đều nhận được âm ba của lục tự Di Đà từ đỉnh đầu truyền xuống, nên cũng đồng thanh niệm lục tự Di Đà. Trong khi hành giả đạt được vô biệt niệm rồi, mọi tà niệm không còn dấy lên nữa, và ánh sáng A Di Đà luôn luôn chiếu rọi trong tâm thức của hành giả. Hành giả không còn sợ bị lầm đường lạc lối nữa.
Vì có Phật luôn luôn ở bên cạnh để soi đường dẫn lối, cho đến khi hành giả vượt qua biển ngạn mà về đến Ngài. Và những huyền linh gì kế tiếp sẽ xảy đến trong cuộc sống tâm linh của hành giả khi hành giả đạt được niệm Phật Tam Muội, tức vô biệt niệm. Hành giả sẽ tự cảm nhận một cách rõ ràng qua sự soi sáng của Đức A Di Đà. Thứ tư, tuyệt đối tại trung tâm đỉnh đầu và giải thoát. Pháp niệm lục tự Di Đà được trình bày ở phần trước là thường niệm và dẫn đến vô biệt niệm. Trong lúc đầu có thể hơi khó khăn đối với hành giả đang bắt đầu tu luyện theo pháp môn này, nhưng hành giả cần nên cố gắng và thành tâm cầu nguyện thường xuyên lên Đức A Di Đà thì mọi việc đều được toại ý. Bước qua một giai đoạn khác của pháp môn, hành giả cần phải tinh tấn hơn, buông bỏ nhiều hơn nữa, từ chỗ sâu xa nhất trong tâm hồn của hành giả để chấm dứt ngoại tạp niệm trước, sau và trong lúc thực hành pháp này. Có như vậy, hành giả mới có thể đạt được nhiều kết quả tốt trên đường tu giải thoát của mình. Hành giả luôn luôn giữ phép kề răng co lưỡi và gom thần trụ ý hoàn toàn tại trung tâm đỉnh đầu, nơi chủ nhân ông, tức là nguyên thần đang ngự trị, và tiếp tục mật niệm lục tự Di Đà tại đó, không cho gián đoạn bất cứ một khoảnh khắc nào. Rồi từ từ bản thể này, lục căn này cũng sẽ đạt đến chỗ cực thanh cực tịnh của nó. Trong Vô Môn Quang, Huệ Khai Thiền Sư thuở xưa cũng đã phải gom thần tụ khí hoàn toàn ngay tại Hà Đào Thành, tức là đỉnh đầu, dùng hết tu luyện bình sanh để đánh thẳng vào chỗ đó, gọi là Đã Thành Nhất Phiến, để mở toang cánh cửa huyền bí thuộc lĩnh vực vô vi tại đây, gọi là Huyền Quang. Rồi từ đó thiền sư có thể đập bộ vào Càn Khôn, tức Tú Đắc Thử Quang, Càn Khôn đập bộ. Còn đối với hành giả, thiền tịnh trực đáo chân tâm, từ trong đến ngoài đều có nguồn sinh lực ánh sáng siêu nhiên và âm ba rung động huyền bí của lục tự Di Đà hỗ trợ, thì huyền quang nhất định phải được khai thông mau hơn và không phải khổ luyện như các vị thuở xưa mới đạt đến đích đó. Hành giả cố gắng thực hành cho đúng như những điều được trình bày từ những phần trước với tất cả tấm lòng thành của mình, thì sẽ tạo thành cái khuyết là sức mạnh huyền bí trong vô vi, và sức mạnh này sẽ mở toang cánh cửa huyền quang cho hành giả. Đến giai đoạn này, nếu muốn bước thẳng vào con đường giải thoát, hành giả cần phải buông hết những ưu tư, tâm tư thật nhẹ nhàng, không còn một chút tạp niệm nào. Lục căn cũng phải đạt đến chỗ cực thanh cực tịnh, nhân dục hoàn toàn dứt sạch, tâm tánh không không, không một chút hồng trần dính vào. Ấy là lúc hành giả đã đạt đến cảnh giới của sắc tức thị không, là lúc vạn pháp quy tâm, ngũ hành hợp nhất. Nguồn sinh lực ánh sáng siêu nhiên A-di-đà xuyên qua thành vách Hà Đào Thành và đi xuống toàn thân hành giả. Âm ba rung động huyền bí A-di-đà qua sợi xích thần vô biệt niệm của hành giả sẽ mở tung cánh cửa huyền quang. Pháp thân hành giả có thể vượt thoát thiên môn, vượt thoát khỏi trận hà đồ, rồi tiếp tục theo ánh sáng và âm ba rung động huyền bí A-di-đà mà trực đáo Tây Phương, siêu sanh tịnh độ, đó là vãng sanh hiện tiền. Nhưng rồi hành giả cũng phải trở lại quải trần này để hoàn tất bài học tiến hóa ở thế gian. Có điều, lần này không còn bị ràng buộc tù tội như trước nữa. Bản thể của hành giả ở quải trần này như một căn nhà tạm trú. Hành giả có thể ra vào tự do mà tiếp tục công quả theo lời đại nguyện từ cõi vô vi của mình, cho đến khi hoàn tất cuộc hành trình tiến hóa ở thế gian này. Đó là bản đồ, là con đường giải thoát cho một phần tâm linh đang bị trầm luân trong cõi tứ khổ của hồng trần này. Hành giả có thể bước đi với lòng chí thành tu luyện, rồi do sự vận chuyển tự nhiên của định luật tiến hóa của trời đất và do quyền năng cứu độ của Đức A-di-đà
huyền linh sẽ đến với hành giả trên con đường giải thoát của mình. Hành giả không nên vọng vào bất cứ một điều gì được trình bày ở trên, mà cần phải thực hành trong sự cố gắng và chí thành của mình. Vọng tâm tức là ma tâm sẽ sinh ra ma cảnh, và hành giả sẽ vĩnh viễn bị trầm luân vào cảnh giới đó. Hành giả cần ghi nhớ điều này. Tóm lược phần thực hành: hành giả ngồi thật ngay thẳng trên một vật cách đất, mặt hướng về phương Tây, chắp tay cúi đầu xá ba xá, răng kề răng, co lưỡi đụng đốc vọng kế hàm răng trên, đôi mắt khép lại, gom thần trụ ý tại đỉnh đầu và bắt đầu sám hối với lời nguyện như ở phần trước. Lời nguyện được gửi đi bằng tư tưởng thẳng vào cõi vô vi. Không nên có một lời nguyện nào thành tiếng ra bên ngoài trong lúc hành giả công phu luyện đạo. Sám hối xong, xá ba xá, rồi vẫn trong tư thế kề răng co lưỡi, gom thần trụ ý tại trung tâm đỉnh đầu và mật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hành giả bắt đầu quên hết mọi vật chung quanh và quên ngay cả sự có mặt của hành giả, sự hiện hữu của thân xác này, để chỉ còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật tại đỉnh đầu mà thôi. Trong khi đó, hơi thở vô ra của hành giả thật nhẹ, đều và sâu. Trong lúc mật niệm và trụ tâm như vậy, trên đỉnh đầu hành giả sẽ có những chuyển động từ từ đến mạnh, và đôi lúc như vũ bão cuồn cuộn trên đỉnh đầu, và có lúc vi vu nhẹ nhàng, và có khi hành giả nhận được huyền linh do Đức A Di Đà ban xuống cho hành giả, như ánh sáng hoặc linh điển rào rạc xuống đỉnh đầu để khai mở bộ đầu cho hành giả. Hành giả đừng để ý đến những hiện tượng đó, mà chỉ tiếp tục mật niệm trên đỉnh đầu. Dầu những hiện tượng đó có xảy đến cho hành giả trong lúc công phu luyện đạo, hãy để tự nhiên, rồi sự vận chuyển của định luật tiến hóa sẽ đưa hành giả đến chỗ nhiệm màu của đạo. Hành giả chỉ biết chí thành tiếp tục gom thần trụ ý, kề răng co lưỡi và mật niệm tại đỉnh đầu. Nam Mô A Di Đà Phật. Mắt tuy khép nhưng trong trí hành giả vẫn nhìn thẳng ra bầu thái hư từ chỗ ấn đường trước trán của hành giả. Hành giả nhớ đừng bao giờ nhìn xuống. Trụ niệm như vậy mỗi đêm ít nhất 2 tiếng đồng hồ thì mới có kết quả tốt và mau được. Ngoài giờ hành pháp ban đêm ra, bất cứ lúc nào hành giả cũng có thể răng kề răng co lưỡi và mật niệm lục tự Di Đà. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, khi làm việc, khi ăn đều có thể mật niệm lục tự Di Đà, để mọi tà niệm không còn cơ hội xâm nhập và điều khiển hành giả nữa. Và đường đi của hành giả luôn luôn có sự soi sáng của Đức A Di Đà. Cứ như thế, qua một thời gian hành giả sẽ đạt được vô biệt niệm. Tại sao lại đạt được vô biệt niệm? Đó là âm ba rung động huyền bí của lục tự Di Đà tự động vang lên trên bộ đầu của hành giả luôn luôn, và lục căn của hành giả cũng niệm theo âm ba đó. Hành giả không còn phải cố gắng niệm như khi chưa đạt được. Rồi hành giả có thể tiến xa hơn một bước nữa, là tuyệt đối gom thần trụ ý về một điểm duy nhất là Hà Đào, và tiến thẳng vào con đường giải thoát hoàn toàn. Xin xem phần trước. Vài điểm cần nhớ sau khi công phu. Vừa dứt công phu, hành giả chắp tay trang nghiêm hướng về Tây Phương Tịnh Độ để cầu nguyện được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức A Di Đà. Nguyện xong xá ba xá, xin xem phần nguyện ở trước. Rồi hành giả nguyện hồi hướng công đức, công phu, công quả của hành giả đến pháp giới chúng sanh, muôn loài vạn vật, thành tâm cầu nguyện cho tất cả thân bằng quyến thuộc, bằng hữu, tất cả mọi người đều được nguồn sinh lực ánh sáng A Di Đà chiếu rọi, mà cố tu cho kịp cơ tiến hóa của trời đất. Nguyện xong xá ba xá. Sau mỗi lần công phu luyện đạo, hành giả chắp tay lại chĩa thẳng lên không trung, chà hai tay sát vào nhau cho đến khi thật nóng, rồi áp vào hai bên má, sát vào hai bên sống mũi
và từ từ vuốt thẳng lên đỉnh đầu. Làm như vậy là để giải bớt sự tụ điện trên bộ đầu, để hành giả tạm thời có thể sinh hoạt bình thường trong đời sống hàng ngày của mình. Hành giả nhớ làm như vậy 5 lần. Ngoài ra, hành giả cần phải áp sát 2 bàn chân vào nhau và chà thật mạnh, thật nóng khoảng 3 phút đồng hồ để giải tan những tích tụ của khí trượt ra ngoài và ngừa việc ngồi lâu mạch máu có thể bị ngưng trệ ở đôi chân. Hành giả có thể duỗi thẳng đôi chân ra rồi bắt đầu xoa bóp từ bắp vế xuống đến bàn chân và ngón chân, hoặc có thể thêm những vận động tay chân khác để cho khí huyết được lưu thông, bản thể được điều hòa. Hành giả có thể thực hành một số động tác của khoa Hatha Yoga thì càng tốt. Có như vậy, lần sau hành giả có thể ngồi được lâu hơn và dễ dàng hơn. Chú ý, vì phạm vi của tập sách nhỏ này và vì căn cơ của mỗi hành giả có khác nhau, nên chúng tôi chỉ trình bày chia sẻ những điều tổng quát của pháp thiền tịnh trực đáo chân tâm mà thôi. Còn có những pháp khử trược lưu thanh, thanh lọc bản thể để giải nghiệp thân, nghiệp tâm qua nguồn sinh lực ánh sáng A Di Đà, không thể đưa vào tập sách này được. Nếu hành giả nào cần tham khảo thêm những phần thực hành đó để góp thêm hành trang trên bước đường tu giải thoát của mình, thì xin liên lạc theo địa chỉ ngoài bìa sách. Tùy theo căn cơ và sự tu học của mỗi hành giả, tất cả đều được chia sẻ và giải đáp tận tình. Những hành giả bị chứng cao áp huyết hoặc bất cứ những chứng bệnh nào mà không thể gom thần trụ ý về đỉnh đầu thì chỉ mật niệm hồng danh Phật trong tâm, thành tâm sám hối và cầu nguyện để giải nghiệp là đủ rồi. Phần thứ tư, huyền linh của lục tự Di Đà và giải thoát trong tịnh độ hiện tiền. Thứ nhất, ý nghĩa và huyền linh của lục tự Di Đà. A Di Đà hay vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là nguồn sinh lực ánh sáng vô tận và vĩnh cửu của càn khôn, là khối linh quang đang vận chuyển qua 48 lời đại nguyện để soi sáng và dẫn dắt chúng sanh vượt sông mê về bến giác. Và linh quang này còn bàn bạc khắp trong muôn loài vạn vật. Bởi vậy, Ngài còn có danh hiệu khác là Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật. Trong mỗi hành giả đều có ánh sáng A Di Đà, đó là nguyên thần, là điểm linh quang sáng suốt vô cùng và bất diệt. Nhưng khi đầu thai vào cõi thế để học hỏi tiến hóa, liền bị màn vô minh tạm thời che mất ánh sáng đó, để hành giả phải trầm luân vào cõi đời ô trược và bị u trệ đến như vậy. Nay hành giả niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức Nam Mô nghĩa là trở về nương theo, cung kính đảnh lễ, tức là hành giả cố gợi lại, cố đánh thức lại cái nguyên lai bản tánh A Di Đà trong hành giả. Và chính nhờ A Di Đà trong bản thể của hành giả bừng sáng trở lại, nên mới có thể hòa hợp được ánh sáng A Di Đà từ ngoài càn khôn chiếu rọi vào. Sở dĩ có sự tương ứng kỳ diệu như vậy là vì trong hành giả đã có sẵn A Di Đà. Bởi thế người xưa nói: nhất thiết chúng sanh giữ Phật đồng, tức là tất cả chúng sanh và Phật đồng như nhau. Điều này có nghĩa là chúng sanh và Phật có cùng một thể sáng hay cùng một giác tánh, chứ không phải cùng trình độ tiến hóa. Và nếu chúng sanh thức giác được giác tánh ấy, có thể nương theo điển quang của Phật mà tiến hóa vô cùng tận. Hành giả Hoàng Phước, một trong những vị đang thực hành thiền tịnh trực đáo chân tâm, khi đạt được niệm Phật tam muội, nhân dục tận tịnh, dứt hết mọi tạp niệm của trần thế, được điển linh của Đức A Di Đà hỗ trợ trong phần tâm linh để vượt thoát ngũ hành và xuất thần lên thượng giới. Khi phần tâm linh của hành giả Hoàng Phước vừa thoát khỏi bản thể vật chất nặng nề này, thì anh liền cảm nhận được âm ba huyền diệu của lục tự Di Đà vang lên như khúc nhạc thần tiên thoát tục, với muôn đạo hào quang đưa phần chân linh của hành giả Hoàng Phước đi lên mãi,
khiến hành giả cảm thấy siêu thoát, không còn vướng bận chút tục lụy gì của trần gian nữa. 23 huyền bí của Lục Tự Di Đà thấm nhuần vào toàn cõi linh hồn của hành giả Hoàng Phước với một tình thương thấm thiết và siêu thoát mà không bút mực ngôn từ nào của trần ai có thể tả được. Trong lúc đó, cho dù hành giả có muốn dừng chân để về lại cõi tục cũng không còn chỗ nào để dừng nữa. Và cứ như thế, 23 rung động huyền bí của Lục Tự Di Đà tiếp tục dìu bước hành giả Hoàng Phước đi lên mãi. Đó là một tấm bản đồ, là một ngọn hải đăng, hành giả không thể nào sai lạc được. Và đó cũng là phần thưởng thiêng liêng cho những hành giả cố công tu đạo, giải thoát dưới sự dìu dắt của A-di-đà. Hành giả đừng vọng vào những điều siêu diệu được trình bày trên, vì mỗi hành giả đều có cơ duyên khác nhau, không ai giống ai. Nếu hành giả có đức tin sâu xa, trọn vẹn vào Đức A-di-đà và cố gắng thành tâm tu luyện theo những điều đã được trình bày, thì hành giả có thể thành tựu như hành giả kia hoặc hơn nữa. Và rồi, hành giả cũng sẽ có cơ duyên được đi vào cõi huyền linh để đảnh lễ và nghe Phật thuyết pháp. Và pháp âm của Phật sẽ thấm nhuần toàn cõi tâm linh của hành giả. Hành giả sẽ thoát khỏi cảnh tối tăm, khổ đau của sinh tử luân hồi. Chú thích: trường hợp của hành giả Hoàng Phước là hiện tiền vãng sanh. Và rồi hành giả phải trở lại bản thể trần gian để tiếp tục truy rèn phần tâm linh của mình và tiếp tục làm công quả để giải kế nguyện tiền kiếp ở cõi hồng trần cho đến khi hoàn tất chu trình tiến hóa của mình. Thứ hai, tịnh độ, hiện tiền và giải thoát. Xưa nay, có rất nhiều hành giả chỉ biết niệm Lục Tự Di Đà, ngoài ra không biết kinh kệ gì khác, thế mà được Phật thọ ký và đã thành tựu được nhiều điều nhiệm màu trong lúc còn sống. Lạc Ma Anagarika Govinda, một học giả nổi tiếng của Phật giáo trên thế giới, và đồng thời cũng là một hành giả đã được khai mở tâm linh phần nào. Lạc Ma Govinda đã kể một câu chuyện về vị Lạc Ma khác, không hề biết nhiều kinh sử và triết học Phật giáo, mà cả đời chỉ biết tụng kinh A-di-đà và trì niệm Lục Tự Di-đà mà đã đạt được nhiều điều vi diệu trong lúc vị Lạc Ma này còn sinh tiền. Vị Lạc Ma này là Hòa Thượng A-sô, sống theo truyền thống khổ hạnh như vị Thánh Tăng Milarepa, mặc áo bá nạp rách rưới, vá hàng trăm miếng. Lạc Ma A-sô còn có một vị sư huynh nữa tên là Reto. Vị sư huynh này bản tánh thông minh hoạt bát về kinh điển nên đã rời bỏ vùng thôn quê hẻo lánh để lên kinh thành ghi tên vào một đại học Phật giáo ở đó mà học, và đã được tốt nghiệp thủ khoa. Trong khi Lạc Ma A-sô vẫn tiếp tục ẩn cư ở ngôi chùa trong vùng thôn quê hẻo lánh mà trước đây đã cùng sư huynh Reto hẩm hút ở đó. Sau khi tốt nghiệp đại học và thành một pháp sư danh tiếng khắp Tây Tạng, một hôm nhân chuyến công du qua làng cũ, Lạc Ma Reto nhớ đến người sư đệ A-sô năm xưa đến ghé lại thăm. Sau một thời gian dài xa cách, huynh đệ gặp nhau rất mừng rỡ. Lạc Ma Reto hỏi sư đệ A-sô đã tu học đến đâu rồi. Lạc Ma A-sô thành thực bảo rằng bao nhiêu năm qua, từ ngày sư huynh lên kinh để theo đuổi việc học vấn và trở thành vị pháp sư nổi tiếng, để ở lại đây chỉ chuyên tụng bộ kinh A-di-đà mà thôi. Lạc Ma Phật-tô chỉ lắc đầu than thở cho chú sư đệ của mình: sao mà quá quê mùa, chỉ biết tụng đọc một bộ kinh quá tầm thường mà hầu như mọi người ai cũng biết đến. Pháp sư Reto liền giảng cho sư đệ A-sô một thời pháp thật cao siêu với những pháp môn vi diệu mà ông đã học được. Pháp sư Reto thao thao bất tuyệt cho đến khuya mới đi ngủ. Khi vừa mới chợp mắt, như có một hiện tượng gì lạ đã đánh thức ông.
Lạc Ma Cơ Tô liền tỉnh giấc và thấy ánh sáng huyền ảo từ đâu mà chiếu sáng cả một vùng của ngôi Tam Bảo. Định thần một lát, Lạc Ma mới biết ánh sáng đó phát xuất từ chánh điện. Ông bèn tiến về phía chánh điện và thấy tận mắt sư đệ A Xô đang chắp tay trang nghiêm niệm Lục Tự Di Đà, mà chung quanh thân thể của sư đệ ông phát ra hào quang sáng rực và còn chiếu sáng cả một vùng chánh điện nữa. Lạc Ma Cơ Tô bàng hoàng xúc động khi nhìn thấy trong hào quang đó có ao thất bảo với những hoa sen to lớn, với đền đài cung điện toàn bằng vàng, còn có những loài chim rất lạ cất lên tiếng hát như hòa tấu khúc nhạc thần tiên thoát tục, và âm ba nghe vi diệu như pháp âm của Đức Phật. Rồi từng cơn mưa hoa đổ xuống, hoa mạng đà la rơi xuống ao thất bảo chiếu sáng khắp nơi. Lạc Ma Cơ Tô gần như nín thở để chiêm ngưỡng cảnh tịnh độ vô cùng vi diệu đó, không bút mực nào của thế gian có thể diễn tả được. Ông tiếp tục quan sát sự màu nhiệm đó cho đến khi Lạc Ma Cơ Tô tụng xong thời kinh A Di Đà thì những linh ảnh đó mới tan biến đi. Quá xúc động, Lạc Ma Cơ Tô liền bước vào hỏi sư đệ A Xô làm thế nào mà đạt được thần thông màu nhiệm như vậy. Lạc Ma A Xô cho biết rằng ông không hề có thần thông màu nhiệm gì cả, mà chỉ biết chuyên tâm trì niệm Lục Tự Di Đà mà thôi. Nếu chỉ có thế thì làm sao có thể phát ra hào quang sáng rực cả một vùng, và còn có nhiều linh ảnh kỳ diệu khác cũng đồng thời hiện ra trong hào quang đó. Chắc chắn sư đệ có phương pháp tu luyện nào khác mới có thể đạt được sự màu nhiệm như vậy. Lạc Ma A Xô cho biết rằng ngài không hề có phương pháp tu luyện nào khác ngoài việc giữ giới luật về thân, khẩu, ý, tam nghiệp cho thật thanh tịnh và chuyên tâm trì niệm Lục Tự Di Đà liên tục mà thôi. Không thể tạo như vậy được. Như sư huynh đây đã dày công học tập kinh điển, thông suốt kinh luận, và còn tu tập bao nhiêu năm qua mà không được gì cả. Còn sư đệ chỉ có Lục Tự Di Đà mà làm sao đạt được sự màu nhiệm đó. Chắc có lẽ sư huynh quá thông kinh điển, học kinh chỉ để thỏa mãn phần trí thức, rồi sanh tâm kiêu ngạo, không thành kính và tin tưởng đối với những lời dạy thiêng liêng của chư Phật, chỉ đi trong lý luận mà bỏ quên phần thực hành tu luyện thân tâm. Và chắc vì vậy chăng? Còn như để đây tin tưởng vào lời huyền ký của Đức Thích Ca Như Lai, tin rằng có cõi tịnh độ và Đức Phật A Di Đà với lời đại nguyện của ngài, và để một lòng cầu về cõi tịnh của ngài. Pháp sư Cơ Tô liền bừng tỉnh, bèn chắp tay đảnh lễ người sư đệ đã khiến cho mình giác ngộ được chân lý đó. Sau đó Lạc Ma Cơ Tô trở về kinh đô Lhasa, tường trình mọi sự lên Đức Đạt Lai Lạc Ma và xin từ chức pháp sư để vào ẩn tu trong dãy Trước Sơn. Đức Đạt Lai Lạc Ma bèn ra lệnh cho xây một ngôi chùa thật to để xứng với công đức tu hành của Lạc Ma A Xô. Nhưng ngài không nhận và tiếp tục ở ngôi chùa nhỏ trong ngôi làng đó. Sau cùng, người ta mời ngài đến trụ trì một ngôi chùa lớn ở vùng khác, vì vị Lạc Ma chủ trì ngôi chùa này đã viên tịch, nhưng ngài cũng từ chối, chỉ nhận quản trị giùm ngôi chùa một thời gian. Vì Lạc Ma A Xô biết rằng vị Lạc Ma chủ trì kia sắp hóa thân trở lại và chẳng bao lâu nữa sẽ trở về trụ trì lại ngôi chùa đó. Một hành giả tu tịnh độ mà đã đạt đến cảnh giới như vậy thì đã đạt được tịnh độ hiện tiền và thân tịnh tức Phật độ tịnh. Phần siêu linh từ bản thể của hành giả đó chính là quốc độ thanh tịnh của Phật rồi. Mặc dù hành giả đó còn mang xác phàm để hoàn tất chu trình tiến hóa của mình, nhưng phần điển quang tâm linh đã dung thông về tới cõi A-di-đà rồi. Một câu chuyện khác cũng có phần siêu diệu về một hành giả đã đạt tịnh độ hiện tiền, được truyền tụng rất nhiều trong giới Phật giáo Nhật Bản ngày nay. Đó là câu chuyện thật về một tín đồ của tịnh độ chân tâm tên là Somatsu.
Có lần Soma đến viếng một ngôi chùa của Tịnh Độ Tông ở vùng quê, anh tiến vào chánh điện thật nhanh và nằm ngay trước mặt tôn tượng A Di Đà một cách thoải mái. Vì quá ngạc nhiên với cung cách của anh, người bạn cùng đi với anh vừa hỏi vừa trách anh rằng: "Tại sao anh lại thiếu sự cung kính đối với Đức A Di Đà như vậy?" Soma trả lời: "Tôi đã về tới nhà cha mẹ rồi mà anh còn đem tâm phân biệt ra mà nói này nói kia, thì anh thật chỉ là một đứa con ghẻ của A Di Đà mà thôi." Soma luôn luôn thấy mình đang ở trong lòng bàn tay của A Di Đà, như con nằm trong lòng cha mẹ với tràn đầy lòng yêu thương, nên đã không cần để ý gì đến hình thức lễ nghi bề ngoài nữa. Một lần khác, Soma từ kinh đô Kyoto về nhà ở đảo Tứ Quốc Shikoku, phải qua một cái eo biển. Khi thuyền đến giữa eo thì một trận bão kinh khủng xảy đến và chiếc thuyền bị sóng đánh chao đảo, gần như chìm luôn. Những người bạn đi trên thuyền với anh đều hoảng hốt, kinh hãi mà quên niệm Lục Tự Di Đà, chỉ lo cầu xin thần biển giúp đỡ. Trong khi đó, Soma vẫn nằm ngủ yên lành. Những người bạn đánh thức anh và nói: "Thuyền sắp chìm rồi mà anh còn bụng dạ nào nằm ngủ yên như thế? Ta còn ở trên cõi ta bà này nữa không?" Soma hỏi lại, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Đối với Soma, lúc nào cũng có A Di Đà bên cạnh và phó mặc cho A Di Đà. Dù trời có long đất có lở, anh cũng không còn sợ gì nữa. Điều mà khiến cho hành giả chú ý nhất trong câu chuyện này là khi Soma hỏi lại những người bạn của anh: "Ta còn ở trên cõi ta bà này nữa không?" Hành giả có thể cho rằng Soma là một kẻ mất trí, một kẻ khùng, rằng Soma không biết là mình đang sống trên thế giới ta bà đau khổ hay trên thế giới cực lạc của Đức A Di Đà. Nhưng thực ra Soma có một lối sống riêng, hoàn toàn nằm trong thế giới tâm linh sâu thẳm của anh, qua sự soi sáng thiêng liêng của Đức A Di Đà. Mặc dù còn mang xác phàm, Soma đã giải thoát khỏi màn vô minh của thế giới sinh tử ảo hóa trong cõi ta bà này. Vì vậy, đối với Soma, sống và chết cũng như những đám mây trôi nổi trên bầu trời xanh, không có gì để anh phải quan tâm đến. Có một lần kia, Soma lâm bệnh trên đường về nhà. Những người bạn bảo anh hãy thức dậy, tĩnh tâm mà tạ ơn A Di Đà. Soma nói: "Cảm ơn các anh, nhưng chỗ nào tôi nằm bệnh là cõi Tịnh Độ ở ngay bên cạnh tôi." Và khi có người vào thăm bệnh nói rằng: "Nếu anh chết đi, chúng tôi sẽ xây cho anh một mộ phần." Soma liền trả lời dứt khoát: "Tôi không bao giờ ở dưới nấm mồ đó đâu." Đối với Soma, thế giới diễn ra dưới con mắt của anh, không cần thiết phải cùng với cái nhìn của một hành giả bình thường. Anh có cái nhãn quan siêu việt khi nhìn thế giới chung quanh, nhưng đồng thời anh cũng không hề lìa khỏi thế giới mà anh sống trong đó. Các hành giả xưa gọi đó là Tịnh Độ hiện tiền. Nói một cách dễ hiểu là đời sống của Soma trong thế giới này là đời sống của anh trong thế giới Tịnh Độ, nơi mà biển luôn luôn lặng, thuyền luôn luôn yên. Vì vậy, dù trong cơn hỗn loạn kinh hoàng, Soma vẫn không hề có chút sợ hãi gì. Khi muốn ngủ thì cứ ngủ, khi muốn thức thì cứ thức, khi con thuyền diêu động xuống lên, anh cũng diêu động lên xuống theo con thuyền, ngay như khi những con sóng to phủ qua. Soma cảm giác như vòng tay đầy lòng từ bi của A Di Đà đang ôm ấp anh, và vì vậy Soma vẫn ngủ yên như ngủ trước tôn tượng của Đức A Di Đà trong ngôi chùa nọ. Đó cũng là nguyên lý sống thuận thiên, thuận đạo của đạo gia Đông Phương xưa nay. Khi trời nóng thì đổ mồ hôi, khi trời lạnh thì run rẩy. Có lần Soma làm ruộng vào mùa hè, khí trời quá nóng bức, anh về nhà, đến Phật đàn và đưa tượng Phật A Di Đà xuống, rồi đem pho tượng ra ngồi hóng mát với anh trước hiên nhà. Và đôi lúc anh còn quạt cho A Di Đà cùng mát với anh nữa. Hành động đó của Soma quả thật giống như một em bé đang tâm tình và vui chơi với một người bạn của mình.
Và hẳn nhiên lúc đó cánh cửa huyền linh trong em bé đang mở rộng để đón em đi vào thế giới thiên đàng của riêng em. Còn ta là một người lớn, một người với đầy đủ bộ óc suy luận, nghi ngờ, phân biệt, đố kỵ, chấp ta ngã mạn, thì làm sao có thể hiểu nổi được tâm tình trinh nguyên, trong trắng và sự vui chơi hồn nhiên của em bé kia? Và làm sao để tâm ta được hoàn nguyên mà có thể về được thượng giới? Khi nào con người còn sống trong thế giới nhị nguyên đầy mâu thuẫn đối nghịch thì trời đất vẫn còn phân ly, âm dương vẫn còn cách biệt, và con người vẫn còn phải chịu đau khổ vì màn vô minh ảo hóa dẫn vào cuộc trầm luân trong vòng sanh sanh tử tử mãi. Với cái nhìn bình thường của một hành giả đang sống trong thế giới nhị nguyên đầy suy tư, lý luận thì không thể nào cảm nhận được cái tâm tánh hồn nhiên của đạo trong con người của Soma. Và cái tâm tánh đó đang dung thông trong những hiện tượng chung quanh anh và những hiện tượng của trời đất. Và chính cái tâm tánh hồn nhiên của đạo ấy là con đường duy nhất để đưa hành giả vào cửa của đại đạo, và cũng là con đường đưa hành giả thoát khỏi thế giới nhị nguyên đầy đau khổ và máu lệ để trở về với Đức A-di-đà, trở về với trời Phật, cội nguồn duy nhất mà từ đó hành giả đã ra đi. Những hành giả thiền tịnh trực đáo chân tâm tại USA tháng 2 1996, đôi dòng chia sẻ đến với chư vị hành giả. Kính thưa chư vị, thiền tịnh trực đáo chân tâm là một phương pháp thực hành để khai mở sự tiến hóa tâm linh trong bản thể của hành giả. Và A-di-đà được trình bày trong phương pháp này chính là phần tâm linh đó của hành giả. Sự thực hành thiền tịnh trực đáo chân tâm không phải là cách thức thể hiện lễ nghi của một tín ngưỡng, mà là sự ứng dụng một phương tiện trung gian vào con đường thực hiện tâm linh để đưa hành giả đến sự giao cảm với siêu nhiên mà tìm về nguồn cội của mình. Vì vậy, phương pháp thiền tịnh trực đáo chân tâm không phải chỉ dành riêng cho những người theo đạo Phật, mà bất cứ ai cũng có thể thực hành được. Điều cần thiết ở đây, khi đọc xong thiền tịnh trực đáo chân tâm, xin hành giả hãy quên đi những danh từ được vay mượn từ những đạo giáo hoặc các phương pháp khác để diễn đạt một số chi tiết của thiền tịnh trực đáo chân tâm, mà hãy bắt đầu thực hành trong sự chân thành, thanh tịnh, nhẹ nhàng của chính hành giả. Chỉ có sự thực hành mới đưa hành giả đến đích trong sự tiến hóa tâm linh của hành giả mà thôi. Xin hành giả hãy vững đức tin và tiến bước trên đường thực hiện tâm linh của mình. Bên cạnh hành giả luôn luôn có chư vị thiêng liêng hỗ trợ, che chở, hướng dẫn, giải nghiệp cho hành giả từ hữu vi đến vô vi, cho đến khi hành giả hoàn tất cuộc hành trình tiến hóa của một kiếp người ở thế gian cõi tạm này. Nam Mô A Di Đà Phật. Hành giả thiền tịnh trực đáo chân tâm tại Hoa Kỳ, tháng 4 1998.